Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Lord Thetis quay đầu nhìn về phía Encan bằng sắc mặt khó coi. Anh Tiêu, vẫn nên tới lâu đài Ayler trước đi. Nói rồi, Encan mở bản đồ trong điện thoại rồi chỉ trên bản đồ cho Tiêu Chính Văn xem. Không đợi mấy người Lord Thetis phản ứng lại, sau người Tiêu Chính Văn đã dâng lên từng đợt sóng. Lúc bọn họ lại quay đầu nhìn về phía Tiêu Chính Văn thì phát hiện ra Tiêu Chính Văn đã biến mất tăm. Lúc này, gia tộc Lock và đại diện của 10 gia tộc lớn đều đang tập trung bên trong một tòa lâu đài cổ của lâu đài Ayler. Xung quanh tòa lâu đài cổ, cứ 5 bước là có một trạm gác, 10 bước lại có một đồn canh, phòng bị hết sức nghiêm ngặt. Hơn nữa chỉ riêng số cao thủ ở cảnh giới thiên thần 3 sao xung quanh cũng đã không dưới hơn 100 người. Nếu như là mấy năm trước, loại thực lực này đủ để thống trị cả thế giới, thế nhưng bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể nghe theo lời sai bảo của người khác mà thôi. Trong số bọn họ có không ít người từ vùng ngoài lãnh thổ trở về, chính bởi vì như vậy nên bọn họ càng hiểu rõ, đối thủ phía đối diện đáng sợ tới độ nào. Lúc này, trưởng lão Lock Vader của gia tộc Lock đang nhắm chặt hai mắt, biểu cảm trên mặt hết sức nghiêm trọng. Trưởng lão Vader, chúng ta trả một cái giá đắt như vậy, đặc biệt tới mời Tiêu Chính Văn. Thế nhưng bây giờ đã tới thời khắc mấu chốt rồi mà Tiêu Chính Văn vẫn chơi trò mất tích, chuyện này rõ ràng chẳng phải đang chặn đường sống của chúng ta sao? Thành viên Vương Thất Nước Yến đứng dậy nói với vẻ mặt bất mãn. Nghe thấy lời này, Lock Vader cũng nhíu chặt chân mày. Không đợi ông ta lên tiếng, cửa phòng khách đã mở ra, mấy người Lock Thetis bước nhanh vào bên trong. Ông nội, anh Tiêu tới rồi. Lock Thetis kích động lớn tiếng nói. Nghe thấy lời này, trên mặt Lock Vader cuối cùng cũng lộ ra vẻ nhẹ nhõm. Cậu Tiêu đang ở đâu? Lock Vader chậm rãi đứng dậy, rõ ràng đang muốn đi đón tiếp Tiêu Chính Văn. Ở ngoài cửa, Encan vội vàng đáp lời. Vậy thì còn đợi gì nữa, mau theo tôi tới đó. Lock Vader sải bước tiến về phía cửa. Chuyện đàm phán với lâu đài Vexai đã căng thẳng lắm rồi, mặc dù Tiêu Chính Văn chỉ là nhân vương cấp 1. Thế nhưng bên phía bọn họ dù chỉ có một cường giả ở cảnh giới nhân vương cấp 1 thì cũng tương đương với việc có thêm quân cờ để đàm phán. Dù Tiêu Chính Văn không địch lại được với đối phương, thế nhưng chỉ cần Tiêu Chính Văn vẫn còn sống thì cũng có thể mang tới không ít rắc rối cho lâu đài Vexai. Có những lúc, mặc dù thực lực không bằng đối phương thì cũng không tượng trưng cho việc không thể đàm phán. Thấy Lock Vader đích thân ra đón tiếp, những người còn lại cũng đồng loạt đi theo sau. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang chắp một tay sau lưng nhìn về phía khu rừng nơi xa. Cậu Tiêu, tôi là Lock Vader, tôi đã cung kính chờ đợi cậu từ lâu lắm rồi. Nói rồi, Lock Vader khom lưng với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn quay đầu lại liếc nhìn ông ta rồi khẽ gật đầu. Cậu Tiêu, may là cậu tới kịp thời, nếu không chúng tôi e rằng sẽ bị người của lâu đài Vexai đuổi ra khỏi Âu Lục mất thôi. Nói rồi, Lock Vader còn làm ra vẻ giơ tay lau hai hàng nước mắt. Đúng thế anh Tiêu, sau một tiếng đồng hồ nữa, người của lâu đài Vexai sẽ ép chúng tôi giao nộp tất cả quyền lợi của Âu Lục, hơn nữa còn muốn Vương Thất nhượng lại hết tất cả hoàng cung của Âu Lục cho bọn chúng. Rõ ràng đang ức hiếp người thái quá. Fionn cũng tiến lên trước một nước, tức giận lớn tiếng nói. Nếu đã như vậy thì còn chuyện gì để nói nữa? Tiêu diệt hết cả lâu đài Vexai là được rồi. Tiêu Chính Văn điềm nhiên nói. Cái gì, tiêu diệt lâu đài Vexai? Câu nói này vừa mới thốt ra, không chỉ có Lock Vader ngẩn ngơ mà ngay cả sắc mặt của Fionn cũng trở nên hết sức khó coi. Trong số bọn họ cũng không phải không có cao thủ, chỉ là cảnh giới cao nhất cũng chỉ có bán bộ nhân vương mà thôi. Tập hợp hết tất cả bọn họ vào với nhau, mặc dù chưa chắc có thể mạnh hơn Tiêu Chính Văn, nhưng ít nhất thì chiến lực gộp lại cũng không thua nhân vương cấp 1. Tiêu Chính Văn vừa lên tiếng đã muốn trực tiếp tiêu diệt luôn đối phương, chuyện này rõ ràng chính là ăn nói lung tung. Cậu Tiêu, ý của cậu không phải là muốn dẫn chúng tôi tới khai chiến với lâu đài Vexai đó chứ? Lock Vader nói với sắc mặt hết sức khó coi. Trước khi Tiêu Chính Văn tới, quả thực ông ta đang ngập tràn hy vọng về Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, từ đầu chí cuối vẫn chưa từng nghĩ Tiêu Chính Văn sẽ có tác dụng mang tính quyết định gì. Chỉ là muốn coi Tiêu Chính Văn như một thứ để uy hiếp lâu đài Vexai mà thôi. Không ngờ Tiêu Chính Văn lại nói ra mấy lời hoang đường như vậy ở trước mặt mọi người.
Nếu như lâu đài Vexai chỉ có 1-2 cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 1 thì bọn họ còn phải lặn lội xa xôi mời Tiêu Chính Văn tới giúp đỡ làm gì? Cậu Tiêu, có lẽ cậu vẫn còn chưa biết, lâu đài Vexai không hề đơn giản giống như cậu tưởng tượng. Theo tôi được biết, chỉ riêng cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 2 đã không dưới mười mấy người rồi. Hơn nữa, chuyện này vẫn chưa là gì, vào hôm trước, một cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 3 đã từ vùng ngoài lãnh thổ trở về lâu đài Vexai, cậu vừa mới nói tiêu diệt bọn họ, thế nhưng vấn đề là bọn họ không phải con kiến đâu. Thành viên vương thất nước Yến cười lạnh lùng nói. Bề mặt thì hắn đang thuật lại cho Tiêu Chính Văn nghe những người kia lợi hại ra sao, thế nhưng trên thực tế thì lại đang châm biếm Tiêu Chính Văn không biết gì. Bản thân cậu nhiều nhất chỉ là một nhân vương cấp 1 mà thôi, người ta có cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 3 đó, nếu như thật sự nghe theo cậu giết vào lâu đài Vexai, đi nộp mạng hay là đi đánh nhau thì cũng chẳng khác gì nhau. Hơn nữa, lâu đài Vexai không hề yếu hơn năm đại danh sơn của Hoa Quốc, cũng có trận pháp bảo vệ. Ngay cả cao thủ ở cảnh giới thiên thần 3 sao cũng đừng mơ bước được vào trong phạm vi 5 dặm xung quanh lâu đài Vexai. Cũng có thể nói, trong số những người bọn họ, có quá nửa số người vẫn chưa nhìn thấy được lâu đài Vexai đã bị trận pháp bảo vệ nghiền cho ra bã rồi. Không cần mấy người tới đó. Tiêu Chính Văn điềm nhiên cười nói. Cái gì? Phiêu Ẩn nghe thấy lời này thì không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, nói anh Tiêu, lâu đài Vexai không giống với những thế lực khác đâu. Chỉ một mình anh tới đó thì nguy hiểm quá lớn rồi. Gia tộc Canter đương nhiên không hy vọng Tiêu Chính Văn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, địa vị của bọn họ ở Âu Lục trong tương lai vẫn phải dựa vào Tiêu Chính Văn nữa. Camelo cũng nhíu mày nói, không sai, Phiêu Ẩn nói rất có đạo lý, mặc dù cậu Tiêu có chiến lực phi phàm, thế nhưng chỉ tới lâu đài Vexai một thân một mình thì e rằng lành ít dữ nhiều. Nếu như cậu có chút sơ suất gì, vậy thì đàm phán giữa chúng tôi và lâu đài Vexai, e rằng sẽ, nửa vế câu sau, Camelo không nói tiếp nữa. Thật ra ý đã vô cùng rõ ràng rồi, lỡ như Tiêu Chính Văn bị thương, hoặc là bị giết, vậy thì cả Âu Lục cũng hoàn toàn đi đời. Làm như vậy thì nguy hiểm thật sự quá lớn, hậu quả cũng quá đỗi nghiêm trọng. Không chỉ có ông ta không gánh vác được mà ngay cả 10 gia tộc lớn cũng không đảm đương nổi. Ôi! Xem ra vua Bắc Lương Hoa Quốc cũng chỉ tới thế mà thôi, trước đây chúng tôi còn ôm bao nhiêu hy vọng, không ngờ hôm nay vừa gặp đã thấy đúng là khiến cho người ta phải thất vọng. Tiêu diệt lâu đài Vexai, có ai trong chúng tôi là không muốn, thế nhưng ai có thực lực đó? Cậu sao, lại một thành viên vương thất nữa lạnh lùng chế nhạo. Câm mồm, Lord Vader lạnh lùng quát mắng. Trưởng lão Vader, lẽ nào tôi nói sai hay sao? Một nhân vương cấp 1 mà muốn tiêu diệt lâu đài Vexai nhà người ta, ông không cảm thấy chuyện này rất nực cười sao? Những cái khác không nói, chỉ riêng cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 3 kia là người mà cậu ta có thể đối phó được à? Ở trước mặt người ta, e rằng một chiêu cũng không đỡ nổi, rồi sẽ bị nghiền cho ra bã. Cậu ta chết rồi thì thôi, thế nhưng chúng ta thì sao? Âu Lục thì thế nào? Tôi thật sự không hiểu tại sao ông lại muốn giao tính mạng của hàng tỷ người cho một tên điên cuồng như thế. Thành viên vương thất đó càng trở nên bất mãn, có điều một tiếng đồng hồ đã là kỳ hạn cuối cùng mà lâu đài Vexai đưa ra cho bọn họ rồi, Tiêu Chính Văn không thể giúp đỡ thì thôi, ngược lại còn chạy tới chỗ bọn họ mà chém gió. Ông sẽ bị hắn nghiền nát, không có nghĩa là người khác cũng giống vậy. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn thành viên vương thất kia một cái. Ồ! Xem ra cậu Tiêu vẫn muốn đi ngược lại ý mọi người mà giết tới đó. Cậu không phải đang nói đùa với tôi đấy chứ? Cao thủ nhân vương cấp 3, cậu đấu nổi hay không? Có biết nhân vương cấp 3 đáng sợ tới độ nào không hả? Hơn nữa đấy vẫn chỉ là một người, chỉ riêng số cao thủ ở trên ngưỡng nhân vương cấp 2 thì đối phương cũng đã có tới mười mấy người rồi. Nếu như bọn họ thật sự lấy đây làm cái cớ mà đánh tới thì chúng tôi biết đối kháng thế nào đây? Tiêu Chính Văn cậu có thể thấy tình thế bất lợi mà chuồn êm, thế nhưng chúng tôi thì sao? Nơi này là quê hương của chúng tôi nào còn nơi nào để đi nữa, thành viên vương thất lạnh lùng lên tiếng. Hắn vừa thốt ra mấy lời này, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên vô cùng khó coi. Đúng như những gì hắn nói, 10 gia tộc lớn của Âu Lục cũng được, thành viên vương thất cũng thế, gốc rễ của bọn họ đều ở nơi này. Tiêu Chính Văn có thể chạy, thế nhưng bọn họ thì không được. Dù có phải chết thì bọn họ cũng buộc phải chết ở Âu Lục,
tuyệt đối không thể rút lui nửa bước. Trước đây không phải chưa từng có người đề xuất liều mạng một phen sống còn với lâu đài Versailles. Thế nhưng vấn đề là chưa nói với cảnh giới nhân vương, dù là cao thủ ở cảnh giới thiên thần cũng tuyệt đối không phải là thứ mà vũ khí nóng có thể ứng phó được. Một tháng trước đó, đã có người từng làm thử nghiệm, dùng một quả bom hạt nhân hạng nặng công kích một cao thủ ở cảnh giới thiên thần hay sao, dưới sức công phá điên cuồng quả trái bom hạt nhân, người đó vẫn không hề bị thương dù chỉ là một chút. Kết quả này khiến cho tất cả mọi người trong Âu Lục đều mất đi hy vọng chỉ trong nháy mắt. Cậu Tiêu, tôi vẫn muốn nghe thử suy tính của cậu. Lord Vader trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, nếu như thật ra phải ra tay với bọn họ, chúng tôi có thể nghĩ cách liên lạc với cao thủ Mỹ Lục cùng gây khó dễ cho bọn họ. Cùng lắm thì sau khi giành được thắng lợi lại chia cho bọn họ một chút lợi ích là được rồi. Camelo nói với vẻ vô cùng nghiêm trọng. Không cần đâu, chỉ là một lâu đài Versailles nhỏ bé, không đáng để huy động nhiều vũ khí lực lượng làm gì, giơ tay là có thể tiêu diệt được bọn chúng rồi. Tiêu Chính Văn nói với vẻ bình tĩnh. Cái gì, giơ tay là có thể tiêu diệt sao? Nghe thấy lời này, thành viên vương thất đó tức tới độ mặt mày méo mó. Ngay cả sắc mặt của Lord Vader cũng trở nên cực kỳ khó coi, những người còn lại cúi đầu im lặng, không biết nên nói gì. Đại diện của những gia tộc lớn ở Âu Lục xung quanh cười chế nhạo. Anh Tiêu, tôi muốn nhắc nhở anh, lâu đài Ayler cách lâu đài Versailles hơn 1.000 km, hơn nữa anh nói có thể hủy diệt trong chốc lát nghe có vẻ dễ dàng quá nhỉ. Anh coi đó là một đàn cừu hay một bầy chó? Anh nghĩ một quả tên lửa có thể giải quyết mọi vấn đề sao? Vị thành viên hoàng tộc kia không thể chịu nổi nữa. Sự kiêu ngạo của Tiêu Chính Văn khiến hắn vô cùng tức giận, phổi như sắp nổ tung. Anh Tiêu, lúc trước chúng tôi từng làm thí nghiệm. Dù có dùng cả chục quả bom để tấn công cường giả cảnh giới thiên thần hai sao thì cũng chẳng có tác dụng gì cả. Có vẻ như không có khả năng hủy diệt lâu đài Versailles trong nháy mắt. Một đại diện của 10 gia tộc lớn bước lên, nói với vẻ mặt đau khổ. Chém gió cũng phải có giới hạn thôi chứ. Một tay chắp sau lưng, miệng nói muốn hủy diệt người ta như Tiêu Chính Văn đúng là một trò cười. Hơn nữa, lâu đài Versailles ngày nay rất khác so với vài năm trước. Lâu đài Versailles có nhân vương cấp 3 cai quản, cho dù dùng bom hạt nhân lớn nhất thế giới hiện nay cũng không thể khiến một bức tường sụp đổ. Hơn nữa người ta còn có đại trận bảo vệ, cho dù là cao thủ nhân vương cấp 3 cùng cấp cũng không làm gì được bọn họ. Điều này rất khó sao? Trong mắt anh, vũ khí hạt nhân có sức mạnh lớn nhất à? Thực ra trên thế giới rộng lớn này, còn nhiều điều phi thường hơn anh tưởng tượng. Tiêu Chính Văn nói xong liền phất tay, một luồng ánh sáng vàng đột nhiên xuất hiện giữa các ngón tay của anh. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn chỉ tay lên trời. Xẹt, luồng ánh sáng vàng kia vọt thẳng lên trời. Ngay khi luồng ánh sáng bay ra khỏi đầu ngón tay của Tiêu Chính Văn, nó liền hóa thành một màn ánh sáng vàng, biến cả bầu trời thành màu vàng kim. Sau đó, một trận gió lớn nổi lên, nhưng điều kỳ lạ là trận gió này thổi từ dưới chân mọi người lên. Từng tia khí tức trắng như sợi tơ ngưng tụ trên không trung, điên cuồng lao về bức màn ánh sáng vàng. Cùng lúc đó, tất cả mọi người có mặt đều cảm nhận được một lực ép mạnh mẽ, đám con cháu quý tộc bị đè đẹp xuống đất. Gừ, cùng với tiếng rồng gầm, luồng ánh sáng vàng phóng như sao băng về phía lâu đài Versailles cách đó hàng nghìn km. Hừ, anh nghĩ làm vậy thì có thể phá hủy lâu đài Versailles sao? Thật là ngớ ngẩn. Một thành viên vương tộc nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ khinh thường. Cao thủ cảnh giới thiên thần nào cũng có thể làm được trò còn con này. Dù sao mọi người cũng chỉ nhìn thấy luồng ánh sáng vàng đó phóng về phía lâu đài Versailles, cuối cùng kết quả ra sao thì chỉ có người trong lâu đài Versailles và bản thân Tiêu Chính Văn mới biết được. Nhưng lúc này, một tiếng động lớn đột nhiên từ xa truyền đến. Không ít cao thủ cảnh giới thiên thần 4 sao vô cùng sửng sốt. Bọn họ chợt cảm thấy điều gì đó kỳ quái. Không, không đúng, chẳng mấy chốc, vẻ mặt của tất cả các cao thủ thiên thần đều trở nên nghiêm nghị, những lời giễu cợt khinh thường trước đó đều bị dẹp bỏ. Ngay sau đó, toàn bộ vùng đất lâu đài Ayler xảy ra một cơn chấn động dữ dội. Lúc này, trong lâu đài Versailles cách đó hàng nghìn km, có một ông lão mặc áo choàng đen đang ngồi trong chính điện, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên, một tia ánh sáng vàng xuyên qua cửa sổ trên mái nhà. Hừ,
Tia ánh sáng đó vừa chiếu vào mặt ông lão liền mở trừng mắt. Luồng khí tức này thật mạnh mẽ, mặc dù chỉ là một tia sáng nhỏ, nhưng lại có vẻ như bao hàm mọi thứ. Không hay rồi, ông lão nói xong liền vươn tay ra nắm lấy cây nạng bên cạnh, đồng thời toàn thân ông ta tỏa ra ánh sáng trắng, thậm chí có không ít người nhìn thấy một quầng sáng trong suốt trên đầu ông ta. Ngay sau đó, cỗ uy lực vô song đột nhiên lan tỏa khắp nơi, đồng thời, một bức màn trắng sáng lên phía trên toàn bộ lâu đài Versailles. Đây chính là đại trận bảo vệ của lâu đài Versailles. Chỉ là tất cả những thứ này đều không hề có tác dụng. Tia sáng vàng kia xuyên thẳng qua đại trận bảo vệ màu trắng, phóng về phía lâu đài Versailles. Trong thánh vực, đám cao thủ nhân vương cấp 4 cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn chứ huống hồ là một ông lão nhân vương 3 sao. Sau đó, một tiếng động lớn như sấm sét truyền đến, đại trận bảo vệ phía trên lâu đài Versailles sụp đổ ngay lập tức. Khi đại trận bảo vệ bị phá vỡ, lâu đài Versailles tràn ngập ánh sáng vàng. Rất nhiều cao thủ trong lâu đài Versailles còn chưa kịp phản ứng, đã biến thành bột mịn. Trong không trung nổ ra một âm thanh lớn, từng chùm ánh sáng vàng bắn tung tóe khắp nơi, chỉ cần là người hay vật bị ánh sáng vàng chạm vào sẽ biến thành cho bụi trong nháy mắt. Không, rốt cuộc là ai mà lại dám, ông lão còn chưa kịp nói xong, một quả cầu ánh sáng đã bao phủ ông ta, một giây sau. Ông ta và cây nạng trong tay đều lập tức bốc hơi. Ngay sau đó, một quả cầu ánh sáng khổng lồ cao nghìn mét đã sáng lên, bao trùm toàn bộ lâu đài Versailles trong đó. Tiếp theo, vô số lửa trời đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Trận cháy này gần như biến hàng trăm km xung quanh lâu đài Versailles thành bãi đất khô cằn. Lúc này, điện thoại của Lord Vader đột nhiên đổ chuông. Cụ ta nhìn lướt qua dãy số điện thoại rồi vội vàng bấm nút trả lời, quốc vương bệ hạ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một giây tiếp theo, đồng tử của Lord Vader co rút lại, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái gì, ngài nói cái gì? Lord Vader không thể tin vào tai mình. Mãi đến khi đầu bên kia điện thoại lặp lại những gì vừa nói, Lord Vader mới kinh ngạc quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Lộp bộp, điện thoại của Lord Vader rơi xuống đất, ông ta ngơ ngác nhìn Tiêu Chính Văn, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Ông nội, đã xảy ra chuyện gì vậy? Có phải vương tộc, Lord Thetis còn chưa kịp nói xong, Lord Vader đã xua tay, kinh ngạc nói, lâu đài Versailles bị san bằng rồi. Cái gì? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Bỗng chốc, không gian liền trở nên vô cùng tĩnh lặng, thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng tim đập của mọi người. Lâu đài Versailles không còn nữa. Đúng lúc này, chuông điện thoại lần lượt vang lên, vô số người đồng loạt xác nhận lâu đài Versailles đã bị xóa sổ. Lúc này, Tiêu Chính Văn tiến lên đứng trên không trung, quay lưng về phía mọi người nói, chỉ là lâu đài Versailles thôi mà, có gì đáng sợ chứ? Bản soái nói có thể hủy diệt nó trong chốc lát thì chắc chắn nó sẽ biến thành cho bụi. Nhưng các người nên nhớ những gì đã hứa với tôi. Nếu chậm trễ một phút thì cả Âu Lục sẽ bị hủy diệt giống như lâu đài Versailles. Một giây tiếp theo, khoảng không phía sau Tiêu Chính Văn xuất hiện những gợn sóng chuyển động. Lúc mọi người nhìn lại thì không còn thấy bóng hình của Tiêu Chính Văn đâu nữa. Nhưng ai cũng cảm nhận được sự áp chế mạnh mẽ đến từ Tiêu Chính Văn. Trong chớp mắt, lâu đài Versailles đã bị phá hủy. Như vậy thì Tiêu Chính Văn nói tiêu diệt Âu Lục cũng không phải là nói đùa. Lâu đài Versailles thực sự bị hủy diệt rồi. Fincan vẫn không thể tin nổi. Sắc mặt Lord Thetis tái nhợt, hắn gật đầu nói, hủy diệt rồi. Theo nguồn tin đáng tin cậy, trong vòng hàng trăm cây số đều đã biến thành bãi đất khô cằn, trong lâu đài Versailles không hề tìm thấy một thi thể nào. Vị cao thủ nhân vương cấp 3, lập tức tan biến rồi. Trong khi nói, quần của Lord Thetis đã ướt một mảng lớn. Tiêu Chính Văn thật đáng sợ. Vậy mà vừa lúc nãy, còn có một số người ngu ngốc chất vấn Tiêu Chính Văn. Cũng may người ta chỉ coi bọn họ là lũ kiến, thậm chí còn khinh thường ra tay, nếu không bây giờ là một mảnh xương của bọn họ cũng không tìm được. Hủy diệt lâu đài Versailles trong chớp mắt, vị thành viên vương tộc vừa chất vấn Tiêu Chính Văn ngã phịch xuống đất, thất thần nhìn mặt đất. Lúc này, hắn đã sợ hãi đến tận xương tủy. Trong vòng mấy trăm mét, Tiêu Chính Văn vừa giơ tay lên cả lâu đài Versailles hóa thành cho bụi, sức mạnh đáng sợ gì đây?
vừa rồi ông ta vẫn còn đang 5 lần 7 lượt khiêu khích Tiêu Chính Văn. Dù ông ta là thành viên của Vương Thất thì thế nào? Với sức mạnh này của Tiêu Chính Văn, trước khi đi giết hắn thì ai dám nói nhiều thêm nửa chữ? Mọi người đã nhận được tin tức rồi chứ? Lord Vader quay đầu lại nhìn đám người bên cạnh nói. Đúng thế, cả cơ quan tình báo Âu Lục đã hoảng đến ngây người luôn rồi. Đại diện của một gia tộc ở bên cạnh run rẩy nói. Thế, lâu đài Versailles còn người sống không? Điều Lord Vader lo lắng nhất là ngộ nhỡ một hai cao thủ cảnh giới nhân vương còn sống thì Âu Lục sẽ đối mặt với cuộc tàn sát báo thù đẫm máu ngay lập tức. Không, không còn người sống, ngay cả con chuột dưới cống cũng bị giết tận gốc chứ đừng nói là người trong lâu đài Versailles. Cái hố lớn đó, sâu tận 100 mét, xung quanh đã biến thành tro tàn. Nói rồi người đó lau mồ hôi lạnh trên trán. Khi vừa nghe đến tin tức này hắn cũng ngây người, còn nghĩ đối phương nói nhầm hoặc mình nghe nhầm. Cho đến khi người bên cơ quan tình báo gửi hình hiện trường cho hắn, hắn mới biết Tiêu Chính Văn đáng sợ thế nào. Cả đời này hắn chưa từng nhìn thấy cuộc tàn sát ở mức độ này. Mặc dù lúc trước hắn cũng từng thấy một mình Tiêu Chính Văn giết 4 cường giả cảnh giới thiên thần Âu Lục, nhưng trận chiến lúc đó không thể nào so được với lâu đài Versailles lần này. Trong lâu đài Versailles có mười mấy cao thủ cường giả nhân vương chấn giữ, cả Âu Lục đều không có cách gì với họ. Lúc này trong mắt mọi người Tiêu Chính Văn đã không phải chiến thần nữa mà là thiên thần thật sự giáng trần. Mặc dù thời thế thay đổi, cùng với sự trở lại của linh khí, con đường ngoài lãnh thổ đã được mở hoàn toàn, nhiều cao thủ ngoài lãnh thổ liên tục quay về thế tục, nhưng bây giờ Tiêu Chính Văn vẫn mạnh như thế. Hơn nữa khi anh đến Âu Lục vẫn chèn ép cả Âu Lục với tư thế của thiên thần. Trên thế giới này dù là cao thủ có thể tiếp cận lâu đài Versailles thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, chứ đừng nói là giết vô số người của lâu đài Versailles chỉ trong thoáng chốc. Lúc này lãnh đạo cấp cao ở cả Âu Lục đều hoảng sợ, từ tận đáy lòng của không ít người dấy lên sự kính sợ sâu sắc với quốc gia cổ đại phương Đông đó. Người da trắng quyền lợi tối cao, so với Tiêu Chính Văn. Họ còn chẳng xứng trả đế giày cho người ta nữa kìa. Lúc này kiêu ngạo của cả Âu Lục và cảm giác ưu việt tích lũy hàng trăm năm này bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại sự tự ti vô tận. Thậm chí có người cảm thấy thật hổ thẹn khi mình là người da trắng, nếu mình là người Hoa quốc da vàng thì kiêu ngạo biết bao. Đúng lúc này, một tướng quân Âu Lục nhanh chân chạy đến lâu đài Ayler, thấy người của 10 gia tộc lớn và đại diện của thành viên vương thất đều ngây người đứng ngay tại chỗ. Không động đậy nhìn về hướng phương đông, nhíu mày nói các vị, sao mọi người vẫn chưa đi? Chẳng phải nói hôm nay muốn cùng lâu đài Versailles, lâu đài Versailles đã trở thành lịch sử rồi, đừng nói đến nữa, Âu Lục đã không còn nguy hiểm nữa. Lord Vader lo lắng nói. Đừng thấy lâu đài Versailles đã không còn nguy hiểm nữa mà lầm, điều này cũng cho thấy Âu Lục sắp bị Hoa quốc, bị một mình Tiêu Chính Văn dẫm đạp dưới chân mãi mãi. Cách duy nhất để sinh tồn của đám người này là nịnh hót Hoa quốc, nịnh bợ Tiêu Chính Văn. Họ từng xem thường Hoa quốc, xem thường thiên tử và người dân Hoa quốc. Trong quá khứ họ từng có thái độ hống hách với Hoa quốc, thậm chí còn cho rằng Hoa quốc chẳng là gì, không có gì đáng ngại. Nhưng bây giờ thì sao? Những lời Tiêu Chính Văn nói trước khi đi vẫn còn văng vẳng bên tai. Ông ta bỗng có một cảm giác dám khinh thường ngọn núi cao. Đó chẳng phải là cảm giác ưu việt, cũng không phải là tự hào dân tộc mà là không biết. Gì cơ, tướng quân đó ngây người. Vì hắn chạy vội đến nên chưa nhận được tin tức nào về lâu đài Versailles, càng không thể hiểu hàm ý những lời Lord Vader vừa nói. Cậu tự đi hỏi cơ quan tình báo của mình đi. Nói rồi Lord Vader chống gậy đi về phía thành cổ, lúc này ông ta bỗng già đi 10 tuổi. Đợi khi tướng quân đó biết được chuyện xảy ra ở lâu đài Versailles qua tình báo viên của mình thì cũng ngây cả người. Thảo nào năm đó Andre nói với tôi sau này không được đối đầu với Tiêu Chính Văn. Lúc đó tôi còn tưởng ông ấy sợ Tiêu Chính Văn đến chết khiếp. Nhưng đến hôm nay tôi mới biết là chúng ta quá nhỏ bé, một hạt cát nhỏ nào biết sự hùng vĩ của núi cao. Camelo thổn thức thở dài. Không đến một tiếng. Tin tức lâu đài Versailles bị hủy đã truyền đi khắp cả Âu Lục, chỉ trong thoáng chốc cả Âu Lục đều sục sôi. Rốt cuộc là ai mà mạnh thế? Ai tiêu diệt được lâu đài Versailles? Lẽ nào là hai đại tướng Napoleon vừa quay về từ ngoài lãnh thổ? Không thể nào, Joseph và Hoda quay về,
thành viên Vương thất Âu Lục sẽ đi đón. Tôi nghĩ có thể là hai người họ bí mật quay lại thế tục, nếu không không thể giải thích được điều này. Chỉ thoáng chốc tất cả người dân Âu Lục đều bàn luận về chuyện này. Nhưng không ai ngờ được người giải quyết lâu đài Vexai thế mà lại là Tiêu Chính Văn đến từ Hoa Quốc. Xét đến thể diện của mình, lãnh đạo Âu Lục, nhất là thành viên Vương thất và 10 gia tộc lớn không thể công bố sự thật cho mọi người biết. Nếu để người dân biết Tiêu Chính Văn chỉ giơ một tay lên đã tiêu diệt lâu đài Vexai thì mặt mũi của họ để đâu đây? Nhưng tin tức lâu đài Vexai bị tiêu diệt nhanh chóng bị một tin tức có tính bùng nổ hơn đè xuống. Tin tức này vừa được biết đến không chỉ là Âu Lục mà cả Phi Lục, Mỹ Lục, thậm chí là Hoa Quốc và 5 đại danh sơn, 8 đại thánh địa đều chấn động. Hàng trăm thế tử ở thánh vực đều chết. Cuối cùng chỉ có 2 thế tử, 3 võ giả bình thường còn sống rời khỏi thánh vực. Cái gì? Gần như tất cả mọi người khi nghe tin này đều kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh. Cuối cùng chỉ có 2 thế tử sống rời khỏi đó. Thế chứng tỏ điều gì? 2 thế tử còn sống đó giết sạch tất cả các thế tử. Điều này chẳng khác gì càn quét sạch cả thế giới cả. Cái gì? Trong thánh vực chỉ có 2 thế tử còn sống rời khỏi đó. Dưới dãy núi Indies của Mỹ Lục, một ông lão đội vương miện trên đầu, da ngăm đen, ánh mắt già nua đó toát ra 2 tia sáng. Cũng may thế tử gia tộc lâu đời của họ không tham gia vào cuộc tranh đấu khí vận Âu Lục lần này, mà đặt hết tâm tư vào việc cai trị Mỹ Lục. Nếu không e là cũng không thoát khỏi. 2 vị thế tử chắc chắn xuất thân từ 2 gia tộc cực kỳ lớn mạnh, hơn nữa dã tâm của họ không chỉ là Âu Lục. Từ trước đến nay khí vận là một thứ rất phi diệu, cũng là thứ cực kỳ quan trọng với các thế tử. Vì chỉ có được khí vận trợ sức thì thực lực của thế tử mới có thể nhanh chóng đột phá, hơn nữa trong cuộc sống cũng có gian nan nguy hiểm. Đây mới là sự hấp dẫn của khí vận. Nhưng vì khí vận mà chôn vùi thế tử của mình đồng nghĩa với việc lãng phí 300 năm, hơn nữa mất đi một trụ cột của gia tộc, cũng là thành viên rất rất quan trọng. Việc mất đi một thế tử là điều không thể chấp nhận được với bất kỳ gia tộc lớn nào, đặc biệt là gia tộc lâu đời, thậm chí có thể khiến một gia tộc có quyền lực hùng hậu giảm sút trong 300 năm tới. Rốt cuộc là ai độc ác như thế, phá hủy tương lai của hàng trăm gia tộc chỉ trong một đêm? Hừ! Mặc dù 2 tên khốn nạn này có được khí vận Âu Lục cũng đồng nghĩa với việc đã gây ra thù oán với các gia tộc lâu đời trên khắp thế giới. Vấn đề là ai có bản lĩnh lớn như thế, dám giết sạch mấy trăm hộ vệ bên cạnh thế tử. Cuối cùng câu nói này dấy lên làn sóng xôn xao mới. Sau chưa đầy 2 tiếng truyền ra, tin tức này được xác nhận. Vì hàng trăm thế tử của các gia tộc đã mất liên lạc, không ít gia tộc cử người đến thánh vực xem tình hình. Cả thánh vực đều biến thành tro bụi, thi thể cháy xém rải rác khắp nơi đã không phân biệt được thân phận của người chết. Chẳng qua đến giờ cũng không ai biết rốt cuộc 5 người sống sót ra khỏi thánh vực có họ tên và thân phận gì. Nhất là danh tính của người đã một mình giết chết 6 cao thủ nhân vương cấp 4 lại càng mơ hồ. Dù là mấy thế lực lớn ở ngoài lãnh thổ đó đã có mấy trăm năm không có cao thủ vượt qua cấp bậc này rồi. Vì tạm thời quay về thế tục hoặc cao thủ thánh vực thì nhân vương cấp 4 đã là cực hạn. Cao thủ vượt qua số cấp này không phải không có, chỉ là mọi người đều cùng chống lại kẻ mạnh, không thể có người. Cao thủ giết 6 nhân vương đó mới là kẻ tàn sát thật sự. Câu nói này lập tức nhận được sự tán đồng với cả giới võ thuật. Chỉ là người này không phải tàn sát lẫn nhau, chỉ là cao thủ cảnh giới nhân vương này có thực lực quá mạnh, nhưng cũng chỉ mạnh ở cấp bậc nhân vương này mà thôi. Sát nhân, hừ, hay cho cái tên này, nhân vương chuyên tàn sát sao? Lúc này trên miệng núi lửa lá Vary, có một ông lão chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt cụ ta lóe lên 2 tia sáng lạnh lẽo thấu xương. Cụ ta vốn là một cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4. Hơn nữa cụ ta cũng thành thạo trận pháp phần thiên thánh hỏa, cụ ta cũng đã ngồi ở miệng núi lửa này mấy trăm năm rồi. Trong mấy trăm năm nay, cho dù thế giới bên ngoài xảy ra chiến sự gì cũng không thể ảnh hưởng đến cụ ta. Nhưng hàng trăm thế tử trong thánh vực bị tàn sát, mấy cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4 chết thảm lại khiến lòng cụ ta không khỏi dậy sóng. Xét về sức chiến đấu thì ngay cả thiên hành được gọi là đứng đầu thánh vực, cụ ta cũng tự tin có thể đấu một trận với ông ta. Mấy trăm năm nay, cụ ta vẫn luôn tìm con đường đột phá. Chỉ cần tiến thêm một bậc nữa là có thể dễ dàng đánh bại thiên hành xưng bá mấy trăm năm ở thánh vực.
nhưng ngay khi cụ ta sắp thành công thì tin dữ này ập đến. Cái chết của Thiên Hành chắc chắn không phải là tin tức tốt với cụ ta. Tức là cụ ta vẫn phải đợi thêm 300 năm nữa, đợi sau khi khí vận Âu Lục ngưng tụ lại mới có thể dẫn dắt thế tử của gia tộc mình tiến về phía trước. Rốt cuộc là ai đã giết Thiên Hành? Lẽ nào là kẻ thù ngoài lãnh thổ xa xôi của ông ta đến trả thù sao? Một người ông lão mặc đồ trắng, trên đầu còn quấn một cái khăn vuông ở bên cạnh ông lão trầm giọng nói. Người ở ngoài lãnh thổ không thể quay lại thánh vực ngay lúc này, hơn nữa người quay về từ ngoài lãnh thổ đều tuân thủ quy tắc. Ông lão khẽ lắc đầu trầm giọng nói. Đúng thế, người quay lại từ ngoài lãnh thổ nào có thù với Thiên Hành, cũng chắc chắn không thể tàn sát hàng trăm thế tử. Lẽ nào là cường giả trong thế tục? Ông lão đồ trắng bỗng mở mắt ra, xung quanh cụ ta xuất hiện sấm chớp dày đặc. Cụ ta tên là Meyer, cũng thuộc gia tộc cực kỳ lâu đời ở Âu Lục, chỉ là gia tộc này đã mai danh ẩn tích hàng nghìn năm ở thế tục rồi. Bây giờ cũng đã bị loại khỏi 10 gia tộc lớn. Nhưng ngoài lãnh thổ thì gia tộc này lại rất có danh tiếng, gia tộc Oma. Nghe nói gia tộc này có mối liên hệ nhất định với Giao Ước, thậm chí còn là tổ tiên thời xa xưa của một dân tộc nào đó. Chẳng qua vì gia tộc họ đã đi vào ngoài lãnh thổ, không lo đến chuyện thế tục nữa nên dân tộc đó bị lưu đày gần 2.000 năm. Nếu thế tục có cường giả như thế thì sau này chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao mới đầy tiềm năng. Ông lão áo đen chắc nịch nói. Ừ, xem ra tôi đã ngủ quá lâu rồi, hẳn nên ra ngoài hoạt động gân cốt một chút, nếu không xương cốt này e là thối rữa mất. Nói rồi bóng dáng ông lão áo trắng xoẹt qua rồi biến mất. Ngay sau đó cụ ta xuất hiện trong một lâu đài cực lớn cách bức tường than khóc mấy trăm mét. Nơi này từng được gọi là Thánh Sơn. Trong lâu đài có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ trắng đang nhíu mày nhìn hòm bia Giao Ước trước mặt như đang có điều gì phải suy nghĩ. Thế tử, ông lão áo trắng Meyer xuất hiện khiến người đàn ông trẻ hơi bất ngờ. Ông Meyer, có phải Giao Ước của chúng ta và thần đã bắt đầu có hiệu lực rồi không? Người kia đến giúp chúng ta quay về nhà lần nữa, lập nước một lần nữa không? Người đàn ông đó là Yasibe, chính là một trong các trụ cột tinh thần trên thế giới này của gia tộc này, thậm chí là dân tộc lưu lạc 2.000 năm đó. Không loại trừ khả năng này, nếu đúng như Thánh Ước đã nói thì người này chắc chắn sẽ trở thành giáo viên của cậu, tôi nghĩ không thì thử xem. Meyer mỉm cười nói. Thử thế nào? Ý ông là, Yasibe ngẩng đầu lên nhìn Meyer, ánh mắt như phát sáng. Có thể công khai nhận cậu ta là thầy. Tôi tin chắc nếu cậu ta xuất thân từ một gia tộc lâu đời hoặc cậu ta là người đã ký giao ước với thần giống chúng ta, thì chắc chắn sẽ nhận cậu làm đệ tử. Meyer chắc nịch nói. Cụ ta rời khỏi miệng núi lửa chính là vì cụ ta và Yasibe nghĩ đến cùng một khả năng. Chỉ trong một đêm tàn sát hàng trăm thế tử, chứng tỏ đang tuyên chiến với tất cả gia tộc rồi. Nhưng gia tộc này của họ, thậm chí là dân tộc mà gia tộc họ dẫn dắt tự nhận mình là người được thần chọn để cuối cùng chiếm lĩnh cả thế giới. Nói cách khác, ngoài các dân tộc của họ ra thì đều bị tiêu diệt. Đây là giao ước giữa thần và họ. Mà việc người kia đang làm chẳng phải chính là việc này sao? Gương mặt Yasibe cũng hiện lên tia hy vọng, sau đó đứng lên nhanh chân bước ra ngoài lâu đài. Nhìn xuống dưới núi bỗng hét lên, Yasibe của gia tộc Oma muốn xin làm đệ tử của kẻ sát nhân, xin kẻ sát nhân mau đến Thánh Sơn để gặp. Yasibe vừa nói thế, không ít các gia tộc lâu đời đều xôn xao. Người gia tộc Oma thế mà lại công khai lên tiếng với thế giới. Nghe nói gia tộc này sau này muốn có cả thế tục, nhưng đến giờ gia tộc này vẫn rất khiêm tốn, thậm chí 10 gia tộc lớn ở Âu Lục cũng không biết rõ đến sự tồn tại của họ. Càng không biết đến nội dung trong giao ước. Nhưng tiếng nói của hắn lại cực kỳ thú vị. Thoáng chốc ai cũng biết đến mấy từ kẻ sát nhân. Người này lợi hại lắm sao? Người nào mà có thể khiến Yasibe cung kính như thế? Chỉ chớp nhoáng mọi người đều xôn xao bàn luận. Giết sạch hàng trăm thế tử, lại giết liên tiếp 6 cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 4, anh nói xem người kia có đáng để cung kính không? Hơn nữa người này không xuất thân từ gia tộc mà chỉ là một cường giả bình thường, điều này mới khiến người ta cảm thấy lạ nhất. Không sợ hàng trăm gia tộc trả thù, không sợ sự truy đuổi của các cường giả ngoài lãnh thổ, đúng là hiếm thấy. Nhiều người đại diện của các gia tộc lâu đời cũng theo đó lên tiếng. Chỉ có họ mới biết tàn sát hàng trăm thế tử tức là thế nào.
Lúc này trong một căn biệt thự ở Long Kinh, một người đàn ông trẻ tuổi đang nghịch một sâu chuỗi hạt trong tay, khó hiểu nói, lẽ nào Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên cũng chết trong thánh vực luôn à? Không, Khổng Tuyên chết, còn Chu Thụy Chân thì không rõ. Một người đàn ông mặc đồ đen bên cạnh vội đáp. Cái gì, tin tức này đúng là khiến gã ngạc nhiên đến mức rơi cả cằm. Vì người nhà họ Ngụy của họ đã thông báo tình hình thực tế của Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên cho nhà họ Ngụy biết. Mặc dù Ngụy Nguyên Cát đã là một trong các thế tử có tiếng tăm ở ngoài lãnh thổ, nhưng so với Chu Thụy Chân ít nhiều gì vẫn hơi chột dạ. Ngay cả Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên cũng một chết một mất tích, chứng tỏ vấn đề đã khá nghiêm trọng. Kẻ sát nhân đó là người Hoa Quốc chúng ta sao? Ngụy Nguyên Cát nhíu mày hỏi. 80-90% là thế, trong các cao thủ Âu Lục hoàn toàn không thể xuất hiện người như vậy. Yasibe cũng đã công khai nói thế, chứng tỏ thân phận của người này cực kỳ bí ẩn. Hoặc có thể chứng minh người kia không phải là người Âu Lục. Một ông lão ở phía sau Ngụy Nguyên Cát trầm giọng phân tích. Đáng tiếc là không để tôi gặp người kia. Ngụy Nguyên Cát cắn răng, nếu để sát nhân này gặp được gã thì tin chắc có thể lọt vào mắt đối phương nhỉ. Hoặc bản thân mình mới là người có thể được nhận làm đồ đệ nhất. Nghe nói lần này có 5 người còn sống, ngoài 2 vị thế tử ra còn 2 người bí ẩn nữa. Ông lão nói thêm. Hừ, trên thế giới này, thế hệ trẻ lọt vào mắt tôi vẫn chưa ra đời, họ lấy gì tranh với tôi? Ngụy Nguyên Cát cười khẩy, khinh thường nói. Vài ngày trước, Ngụy Nguyên Cát tát Long Ngao trước mặt mọi người, như vậy chẳng khác nào đạp thẳng lên đầu Tiêu Chính Văn. Ai mà không biết Long Ngao là người của Tiêu Chính Văn? Mà Tiêu Chính Văn lại là người nổi danh nhất trong thế hệ trẻ gần đây. Nào là dẫn dắt Võ Tông Hoa Quốc đánh Vi Hào, nào là một mình đánh bại 5 đại danh sơn, theo gã thấy, chẳng qua chỉ là một tên nhãi nhép mà thôi. Lúc này trong nước đã vô cùng náo động, bởi vì cái tát này của gã vô cùng cao hứng, thậm chí còn lớn tiếng muốn Tiêu Chính Văn đích thân đến xin lỗi. Theo gã thấy, Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương hay Điện Thần Long gì đó có thể làm trò như vậy, chẳng qua là do cường giả vùng ngoài lãnh thổ vẫn chưa trở về hết mà thôi. Chỉ cần cường giả ngoài lãnh thổ trở về thì đám người này chẳng phải sẽ ngoan ngoãn quỳ dưới chân bọn họ sao? Nhìn lại những thời đại lịch sử hào hùng, lần nào bọn họ xuất hiện cũng vô cùng oai phong. Chẳng phải là do khi còn ở ngoài vùng lãnh thổ, bọn họ luôn bất khả chiến bại ư? Nhưng kết quả thì sao? Sau khi cường giả ngoài lãnh thổ trở về, hoặc là bỏ mạng, hoặc là trở thành người hầu cho những gia tộc bọn họ, không hề có ngoại lệ nào khác. Tiêu Chính Văn dựa vào cái gì mà trở thành ngoại lệ chứ? Vì vậy, gã vừa xuất hiện đã tát Long Ngao trước mặt mọi người, hơn nữa còn thách đấu với cả Điện Thần Long. Xét cho cùng, Ngụy Nguyên Cát cũng là cao chủ cảnh giới nhân vương. Mà Long Ngao lúc này vẫn chưa đạt đến cảnh giới bán bộ nhân vương. Nếu thực sự làm căng thì chắc chắn không phải là đối thủ của Ngụy Nguyên Cát. Cho dù như vậy, trong lòng Long Ngao cũng chưa từng có chút sợ hãi. Nếu không phải Tần Vũ cân nhắc đến đại cục, ngăn Long Ngao lại thì lúc này, e rằng Long Ngao đã xong đời rồi. Mà điều này cần khiến Ngụy Nguyên Cát càng thêm coi thường những người trong võ đạo hiện tại, những người này không có gan đối đầu với gã, vậy mà còn mơ làm dạng danh Võ Tông Hoa Quốc. Dù so sánh về tài năng, sức mạnh hay là lực chiến thì những người này đều không thể đấu lại nổi với những thế tử như bọn họ. Thân là thế tử của nhà họ Ngụy, Ngụy Nguyên Cát càng có tư chất vượt trội. Dù sao thì phía sau gã là cả một thế gia võ đạo kế truyền hơn nghìn năm, hơn nữa còn là gia tộc lớn được truyền lại từ thời đại Đường Trinh Quán. Nói đến thời đại Đường Trinh Quán, Ngụy Nguyên Cát càng thêm phần kiêu ngạo. Theo gã thấy, thời đại đó chính là thời kỳ đỉnh cao của Hoa Quốc. Còn đám Võ Tông Hoa Quốc hiện tại có tư cách gì để so sánh với gã? Đúng là một đám yếu như sên. Mặc dù dưới sự khuyên ngăn của Tần Vũ, Long Ngao đã nhẫn nhịn chuyện này, nhưng trong lòng anh ta vô cùng không phục. Đừng thấy anh ta mới chỉ đạt cảnh giới thiên thần 4 sao mà kinh thường, bây giờ anh ta mới bao nhiêu tuổi chứ? Ngụy Nguyên Cát đã là lão quái vật sống hơn 300 năm rồi. Nếu được cho cùng một thời gian, cộng thêm sự dạy bảo của Tiêu Chính Văn thì nói không chừng Long Ngao đã đột phá cao hơn cảnh giới nhân vương rồi. Đệ nhất thiên hạ gì đó chẳng qua là vì Tiêu Chính Văn không ở Hoa Quốc mà thôi. Chỉ cần Tiêu Chính Văn trở lại thì Ngụy Nguyên Cát là cái thá gì. Thực ra, Long Ngao đã nhiều lần muốn tìm Ngụy Nguyên Cát để đòi lại công lý,
nhưng đều bị Tần Vũ ngăn lại. Tần Vũ biết rõ rằng Điện Thần Long chỉ còn lại Tam Đại Long Tôn, cũng chính là trụ cột tương lai của Hoa Quốc. Cho dù là Long Ngao, Long Hình hay Long Nguyệt thì đều vô cùng quan trọng đối với Hoa Quốc. Đúng lúc này, hai chữ tội đồ đột nhiên lan truyền trong nước, lại nổ ra rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi. Vì vậy, chuyện Long Ngao chịu nhục, ăn một tát của Ngụy Nguyên Cát mới có thể phai nhạt khỏi tầm mắt của mọi người. Lũ kiến các người mà cũng dám dùng ánh mắt đó để nhìn tôi sao? Trong video, Ngụy Nguyên Cát chắp tay sau lưng, hất cằm, nói với giọng cực kỳ kiêu ngạo. Loại kiêu ngạo đó quả thực vô cùng phách lối. Hừ, gã ta có gì giỏi giang chứ? Đánh Long Tôn của chúng tôi rồi còn kiêu ngạo như vậy, chúng ta liều mạng với gã. Đúng vậy, lúc Long Tôn xả máu vì đất nước, gã đang ở đâu? Loại người này thật đáng chết, gã có tư cách gì mà khinh thường Điện Thần Long chúng ta? Giết gã đi, lúc này, sau kho xem đoạn video kia, có rất nhiều thành viên trong Điện Thần Long vô cùng tức giận. Cảnh tiếp theo trong đoạn video, Ngụy Nguyên Cát chắp tay sau lưng, khinh thường nhìn Long Ngao, chế nhạo, nhìn cái gì? Cậu không phục sao, tôi chỉ cần dùng một ngón tay cũng có thể bóp chết tên vô dụng như cậu. Chẳng phải các cậu còn chủ nhân tên Tiêu Chính Văn sao? Chuyển lời đến Tiêu Chính Văn, bảo cậu ta hãy chủ động đến trước mặt tôi xin lỗi. Nếu không, không chỉ Tiêu Chính Văn mà toàn bộ Điện Thần Long sẽ bị trừ khử khỏi Hoa Quốc. Xem đến đây. Toàn bộ Điện Thần Long tràn ngập lửa hận. Thế tử thì có gì tài giỏi chứ? Nếu Long Vương ở đây thì gã sao có cơ hội ngông cuồng như vậy? Cho dù Long Vương không ở Hoa Quốc thì chúng ta cũng có thể thay mặt Long Vương dạy dỗ gã. Đúng vậy, thay mặt Long Vương dạy cho gã một bài học. Trong chốc lát, toàn bộ Điện Thần Long đã hừng hực khí thế, nhìn thấy cảnh này, Tần Vũ vội vàng lên trước ngăn cản, mọi người đừng nóng vội, nhất định phải bình tĩnh. Dù sao Ngụy Nguyên Cát cũng là cao thủ cảnh giới nhân vương, trong số mọi người có ai đánh bại nổi nhân vương chứ? Mọi người đều là cao chủ cảnh giới thiên thần, nhưng lại quá tầm thường trước mặt nhân vương. Nếu mọi người thật sự muốn đánh thì cũng không có cơ hội thắng. Cậu Tiêu tuyển chọn mọi người vào Điện Thần Long từ trong hàng vạn người, bồi dưỡng huấn luyện mọi người cẩn thận, không phải là để mọi người liều mạng với loại người cặn bã này. Hoa Quốc cần mọi người, tương lai của Hoa Quốc càng cần mọi người. Ai dám bước ra khỏi cánh cửa này chính là phụ sự kỳ vọng của Long Vương. Tần Vũ cũng vô cùng sốt ruột, anh ta đứng chắn ở cửa Điện Thần Long, không cho phép mọi người trong Điện Thần Long xông ra ngoài tìm Ngụy Nguyên Cát tính sổ. Lúc này, bên phía nhà họ Trương, sau khi trải qua trận giao chiến với huyết tộc ngoài lãnh thổ, nhà họ Trương cũng tổn thất nghiêm trọng, mấy vị cao thủ cảnh giới thiên thần 4 sao đã chết, ngay cả cao thủ bán bộ nhân vương vừa trở về không lâu cũng bị thương nặng. Nhưng may mắn thay, với sự trợ giúp của Thiên Sơn, nhà họ Trương đã đánh bại được huyết tộc ngoài lãnh thổ, tổ nghiệp của nhà họ Trương cũng coi như là giữ được nguyên vẹn. Khi cuộc chiến giữa huyết tộc và các thế lực Hoa Quốc lắng xuống, nhà họ Trương mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sự việc Long Ngao bị đánh đã nhanh chóng lan truyền trên các phương tiện truyền thông, chuyện này lập tức thu hút sự chú ý của nhà họ Trương. Tôi đã nói rồi, loại thế tử thấp kém như Lý Chính Đạo không nhiều đâu. Quả nhiên, Ngụy Nguyên Cát vừa trở về thế tục đã nhắm về phía Tiêu Chính Văn. Gia chủ tạm thời của nhà họ Trương, Trương Thế Đạo vừa nói vừa nở nụ cười hứng hờ. Ông lão một tay bên cạnh cao có khẽ lắc đầu, gia chủ, tình hình hiện tại không rõ ràng. Theo tôi thấy, nếu được thì chúng ta nên hợp tác với nhà họ Lý, thuyết phục bọn họ ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện. Dù sao huyết tộc ngoài lãnh thổ mới là kẻ thù số một của chúng ta. Còn mâu thuẫn giữa chính người của chúng ta đều có thể hóa giải. Lời này của ông lão cũng có lý, nhưng Trương Thế Đạo lại không muốn làm vậy. Thuyết phục à, thuyết phục thế nào, hơn nữa Ngụy Nguyên Cát nói cũng có lý. Tiểu bối như Tiêu Chính Văn dựa vào cái gì mà dám ngông cuồng như vậy? Dám san bằng năm đại danh sơn, kế thừa nền nóng xấu xa, lại không nghe mệnh lệnh, gây thù với người vi hào. Cậu ta muốn liều chết với thiên đạo minh ước. Tại sao phải kéo chúng ta theo? Nghe Trương Thế Đạo nói xong, ông lão cũng chỉ có thể hít sâu hơn một hơi. Dù sao người chịu trách nhiệm về nhà họ Trương cũng là Trương Thế Đạo, ông lão chỉ là người tham mưu, nên không có quyền nói quá nhiều. Chỉ là theo ông ta thấy, tình hình bây giờ đang rất bất ổn, mỗi khi rơi vào cảnh hỗn loạn, cách tốt nhất để bảo vệ mình chính là kết đồng mình. Hơn nữa,
Bây giờ các cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 3 và cả cảnh giới cao hơn đều chưa trở lại giới thế tục, mà huyết tộc lại đang cầm đầu giết người trong giới thế tục. Trong tình huống này, thực lực có thể sử dụng trong giới thế tục rất có hạn, nếu đứng về phía đối lập với Tiêu Chính Văn thì sẽ càng bất lợi hơn cho các thế gia trong giới thế tục. Đặc biệt là khi trong huyết tộc còn có hai vị cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 3 cai quản. Tạm thời tình hình có vẻ ổn định, nhưng nhìn chung thế tục và các thế gia lớn vẫn ở thế yếu. Sau khi suy nghĩ, ông lão nói tiếp, gia chủ, hiện giờ chúng ta hợp tác với Tiêu Chính Văn mới là kế sách tốt nhất. Bắt tay với Tiêu Chính Văn ư, hừ, không đi dậu đổ bìm leo đã là sự nhân từ của nhà họ Trương dành cho cậu ta rồi. Trương Thế Đạo lạnh lùng nói. Nhà họ Trương đã có rất nhiều người chết trong tay Tiêu Chính Văn, mối thù này đương nhiên phải báo. Có điều thực lực của nhà họ Trương lúc này căn bản chẳng thể so bì được với Tiêu Chính Văn. Gia chủ, lần này rõ ràng huyết tộc đang nhắm vào mấy thế gia lớn chúng ta, nhà họ Lý cũng được, nhà họ Trương chúng ta cũng thế, còn cả người nhà họ Chu mới là mục tiêu thật sự của bọn họ. Dẫu sao thì Ngụy Nguyên Cát cũng còn quá trẻ, không biết trời cao đất dày là gì. Mà nhà họ Trương chúng ta thì không thể không biết tốt xấu giống như cậu ta, giờ bắt tay với Tiêu Chính Văn mới là lựa chọn tốt nhất của chúng ta. Hơn nữa, Tiêu, hử, Trương Thế Đạo bực tức hừ một tiếng, đập tay lên mặt bàn, ngắt lời của ông lão có một cánh tay kia. Ý của ông là nhà họ Trương, nhà họ Lý chúng ta đều còn thua xa Tiêu Chính Văn sao? Ông đang khinh thường thế tử của nhà họ Lý, đó là hậu nhân của Tam Nguyên Lý Tịnh đó. Trương Thế Đạo vô cùng bất mãn gầm lên một tiếng. Gia chủ, ông đừng quên, vào không lâu trước đây, Tiêu Chính Văn vừa mới lãnh đạo Võ Tông Hoa Quốc tiêu diệt võ giả của nước Vi Hào. Như vậy thì có thể nói rõ vấn đề rồi. Trước mắt, toàn bộ lãnh thổ Hoa Quốc, không một ai có uy danh giống như Tiêu Chính Văn, dù là thiên tử thì cũng phải nhường đường cho Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, người này khi trước lại chính là vua Bắc Lương, chiến công hiển hách, rất được lòng nhân dân Hoa Quốc. Nếu như chúng ta đứng về phía Tiêu Chính Văn, hoặc là nói, lấy cậu ta ra làm bia đỡ đạn, bên phía huyết tộc, đừng nói nữa. Trương Thế Đạo tức tới độ mặt mày méo mó, phẫn nộ đứng dậy nhìn ông lão kia rồi nói, thôi Hoa, tôi thấy ông già nên lẩm cẩm rồi. Chúng ta là thế gia võ thuật, có tới hàng trăm cho tới cả nghìn năm lưu truyền. Tiêu Chính Văn là cái thá gì? Bảo chúng ta xuống nước trước cậu ta. Mấy lời này mà ông cũng có thể thốt ra được à? Và lại, ông đã từng nghĩ chưa, nhà họ Trương có thân phận như thế nào, là người canh giữ mộ cho linh hồn tổ long qua các thời đại, mấy nghìn năm nay, dù là nhà họ Bạch hay các thế gia thì có ai không phải nể mặt chúng tôi vài phần. Nếu như chúng ta cúi đầu hay thậm chí là lôi kéo một tên trẻ danh như Tiêu Chính Văn, ông có biết những thế gia khác sẽ bình phẩm như thế nào về chúng tôi hay không? Bọn họ sẽ nói nhà họ Trương chúng tôi đã không còn như xưa nữa rồi. Mặt mũi của tổ tiên các đời nhà họ Trương chúng tôi còn biết để ở đâu nữa. Trương Thế Đạo lạnh lùng chỉ trích. Gia chủ, thế nhưng trước mắt thì chúng ta phải giữ gìn cái giám. Ông đừng quên dù là cái mạng của ông thì cũng là nhờ nhà họ Trương cho. Nếu như không có nhà họ Trương bảo vệ thì ông đã chết ở vùng ngoài lãnh thổ từ lâu rồi. Trương Thế Đạo tức tới độ sắc mặt tái xanh, nghiến răng nghiến lợi mà mắng chửi. Chuyện này, ông lão có một cánh tay nghe xong lời này thì sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Quả thực giống như Trương Thế Đạo nói, khi trước ông lão có một cánh tay bị nhà họ Cửu truy sát ở vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí ngay cả cánh tay cũng bị nhà họ Cửu chém đứt, cuối cùng vẫn là nhà họ Trương ra mặt bảo vệ cho ông ta. Thậm chí sau này còn thu nạp ông ta vào trong nhà họ Trương, càng thêm tín nhiệm ông ta. Lần này còn để cho ông ta đi theo Trương Thế Đạo cùng trở về thế tục để ổn định cục diện của nhà họ Trương. Có thể nói việc này chính là đang gửi gắm hy vọng rất lớn vào ông ta, vậy nên vào lúc Trương Thế Đạo nói ra mấy lời nhìn lại quá khứ kia thì ông lão có một cánh tay cũng chỉ đành ăn nói dè dặt, không dám nói nhiều thêm nửa câu nữa. Nhà họ Trương dù là khi nào hay ở đâu thì cũng không cần phải cúi đầu trước một kẻ nít danh. Trương Thế Đạo lạnh lùng lên tiếng. Thật ra nhà họ Trương không hề đơn giản giống như vẻ bề ngoài, mỗi một thời kỳ, nhà họ Trương đều có những người có khả năng xuất thế, ví như Thiên Sư Trương của núi Long Hổ vào thời kỳ Thịnh Đường. Những thứ gọi là phù triện thật ra chính là bí trận của nhà họ Trương, mãi cho tới ngày hôm nay vẫn có không ít tín đồ của Thiên Sư Trương giải rác trong dân gian. Ở niên đại đó, Thiên Sư Trương là sự tồn tại có thể sánh ngang với Viên Thiên Canh và Cát Thuần Phong.
Gần 1.000 năm nay, nhân vật có thể sánh ngang với Viên Thiên Canh, có thể nói là chưa có một ai, điều này cũng phần nào nói lên được thực lực của nhà họ Trương. Nhà họ Trương không chỉ có thói kiêu ngạo mà còn có cả khối tài sản đáng cao ngạo. Ừ, được rồi, nếu như gia chủ đã quyết định thì tôi cũng sẽ không nhiều lời nữa. Ông lão có một cánh tay thở dài một tiếng, nặng nề gật đầu nói. Ông có biết rằng tại sao lần này thế hệ tương lai nhà họ Trương chúng ta cũng ở ạt đổ về thế tục không? Trương Thế Đạo thấy ông lão kia nhận sai thì ngữ điệu cũng hòa hoãn đi không ít. Tôi không biết cụ thể câu chuyện bên trong đó. Ông lão có một cánh tay thấp giọng nói. Hừ, thế cục lớn trước mắt sắp sửa thay đổi, tất cả thế gia đều muốn trở về thế tục, bởi vì ngày mà năm trái tim rồng tụ họp sắp sửa đến rồi. Không chỉ có nhà họ Trương chúng ta mà rất nhiều thế gia cũng đang chờ đợi ngày này. Thậm chí có một số thế gia đã khổ sở chờ đợi mấy nghìn năm. Ngay cả Thủy Hoàng cũng đang âm thầm chờ đợi năm trái tim rồng xuất hiện đông đủ, đoạt lấy trái tim rồng rồi giành lại Giang Sơn Đại Tần. Vậy nên càng là lúc này thì danh tiếng càng trở nên quan trọng hơn, nếu như ngay cả danh tiếng cũng bị hủy hoại, dù nhà họ Trương có được bảo toàn thì cũng hoàn toàn mất đi sức mạnh để tranh đoạt. Nghe Trương Thế Đạo nói xong, ông lão có một cánh tay giống như bừng tỉnh ngộ. Hơn nữa, ông cảm thấy loại người như Ngụy Nguyên Cát thật sự ngây thơ như thế hay sao? Vừa mới trở về thế tục đã muốn đối đầu với Tiêu Chính Văn danh tiếng chấn động thiên hạ, cậu ta có dây thần kinh nào bị cắm nhầm à? Thế tử, dù là đầu óc hay là hiểu biết, thành tựu thì đều không phải là thứ mà người bình thường có thể so bì được. Thứ mà cậu ta muốn chính là dẫm lên trên đầu Tiêu Chính Văn, khiến cho nhà họ Ngụy nổi danh khắp thiên hạ. Ông lão có một cánh tay nghe vậy thì không khỏi băn khoăn nói, thế nhưng chuyện này thì có quan hệ gì với trái tim rồng? Ha ha, ai? Lẽ nào ông vẫn chưa nghe nói tới tin đồn đó sao? Danh vọng, nguyện lực, danh khí, cảnh giới, chiến lực, năm thứ này mới là tiêu chuẩn để có được sự công nhận của năm trái tim rồng cùng một lúc. Không có những thứ này, dù trái tim rồng có ở trong tay ông thì cũng chẳng thể dung hợp được với ông. Không thể dung hợp trái tim rồng mà muốn nó cũng có tác dụng gì. Ngược lại còn rước thêm họa vào thân, cũng không chỉ có mỗi chúng ta muốn đoạt được trái tim rồng. Còn có cả mấy thế gia bên phía Âu Lục Phi Lục cũng muốn tìm ra được bí mật của di tích Long tộc. Trương Thế Đạo trầm giọng nói. Nghe ông ta nói xong, ông lão có một cánh tay mới như bừng tỉnh ngộ, chả trách Ngụy Nguyên Cát lại làm ra một việc khác thường như thế. Hơn nữa ông thật sự cho rằng Tiêu Chính Văn có tư cách đối kháng với huyết tộc của vùng ngoài lãnh thổ sao? Hừ, e rằng ngay cả cánh cửa Ngụy Nguyên Cát cũng chẳng thể qua nổi. Trương Thế Đạo cười lạnh lùng nói. Một bên khác, Tiêu Chính Văn cũng đã trở về Long Kinh. Thấy Tiêu Chính Văn trở về, Tần Vũ cũng coi như bớt lo lắng hơn, mấy ngày này không chỉ có bên phía huyết tộc vùng ngoài lãnh thổ làm cho anh ta mất ăn mất ngủ mà chuyện của Ngụy Nguyên Cát càng khiến cho Tần Vũ có cảm giác bất lực. Lúc này, mấy người Long Ngao cũng đang cúi đầu đứng một bên, không một ai lên tiếng. Vừa mới ban nãy lại nhận được tin giữ huyết tộc tiêu diệt thêm một tông môn, thế nhưng trước mắt, thế tục lại chỉ có thể mở to mắt nhìn huyết tộc thôn tính từng chút, căn bản không dám làm lớn chuyện với họ. Dù gì đối phương cũng có hai cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 3 chấn giữ, ép cho đối phương cuống lên, cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Thế nhưng kết quả đó không chỉ khiến cho thế tục không cách nào chấp nhận nổi mà ngay cả năm đại danh Sơn và Võ Tông cũng không tiếp nhận nổi. Việc mà anh ta có thể làm hiện tại chỉ là bảo đảm cho các thành phố trong thế tục không bị huyết tộc tiến công. Mà huyết tộc cũng giống như đạt được thỏa thuận ngầm gì đó với giới chính trị Hoa Quốc vậy, chỉ ra tay với Võ Tông chứ chưa từng đặt chân vào bất cứ thành phố lớn nào của Hoa Quốc. Thế nhưng Tần Vũ càng hiểu rõ hơn ai đạo lý môi hở răng lạnh, sau khi Võ Tông Hoa Quốc bị thôn tính hết toàn bộ thì đối tượng gặp nạn tiếp theo sẽ chính là người dân của Hoa Quốc. Vào lúc Tần Vũ bó tay bất lực, sự xuất hiện của mấy người Tiêu Chính Văn và Lý Chính Đạo khiến cho trái tim đang treo trên cao của Tần Vũ hạ xuống ổn định ngay lập tức. Người nhà họ Chu giờ thế nào rồi? Sau khi Tiêu Chính Văn bước vào thì trực tiếp lên tiếng hỏi. Bọn họ không sao, tôi đã cử người đón bọn họ tới Hắc Băng Đài để bảo vệ, hiện tại ngoại trừ tôi ra thì không có ai biết được tung tích của bọn họ. Có điều bên phía huyết tộc lại dồn ép rất căng, nhà họ Lý và nhà họ Trương đều không có bất cứ phản hồi nào, còn về nhà họ Chu thì thiên tử cũng đã nói rằng có thể bảo vệ thì chắc chắn phải bảo vệ. Chúng ta tuyệt đối không thể dễ dàng cúi đầu trước người của huyết tộc. Tần Vũ nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
Dù là phán đoán thì cũng cần anh tới tôi qua, tuyệt đối không thể tùy tiện đáp ứng bất cứ yêu cầu gì của đối phương, nếu không đối phương sẽ chỉ có chỗ dựa nên không sợ, càng thêm hống hách ngang ngược hơn. Vừa nói, Tần Vũ vừa ra hiệu cho một quản lý của Hắc Băng Đài đi mời Chu Hạo Nhiên và Chu Lâm Lâm. Vất vả cho anh rồi, anh Tần. Tiêu Chính Văn khẽ vỗ lên vai Tần Vũ. Tần Vũ cười khổ nói, đều là vì Hoa Quốc, vì người dân, không có gì mà khổ hay không khổ cả, nhưng về huyết tộc thì tốt nhất vẫn nên bàn lại. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, ừ, bên phía huyết tộc có động tĩnh gì không? Tần Vũ cúi đầu trầm tư một lúc rồi nói, từ sau khi bị năm đại danh sơn và mấy gia tộc lớn đánh bại thì không có động tĩnh gì lớn, chỉ là hai ngày gần đây đã đánh bại hai tông môn nhỏ. Nhưng chưa đặt chân đến Hoa Quốc, cũng chưa đụng đến ngôi làng nào ở Hoa Quốc, cứ như đã ngoan ngoãn nghe lời hơn nhiều. Hơn nữa trước đó cũng do chúng đề nghị làm hòa với chúng ta trước, nói là hai bên cùng thống trị thế giới, nhưng thiên tử nghĩ hành động này của huyết tộc có âm mưu gì đó. Thật ra Tần Vũ cũng rất đồng tình với quan điểm này của thiên tử. Dù sao từ khi huyết tộc quay lại thế tục thì vẫn luôn chiếm ưu thế, chúng không có lý do gì để đàm phán làm hòa khi chiếm thế thượng phong trong trận chiến, hơn nữa cũng không mảy may đến người dân trong thế tục. Điều này rất không hợp lý, cứ như một tướng quân sắp đánh thắng trận bỗng rút quân về muốn hòa giải với đối phương. Thật ra không ít tướng lĩnh Hoa Quốc, nhất là mấy người từ Kiêu Long từng có chủ trương không làm hòa với huyết tộc, cứ trực tiếp sử dụng vũ khí hạt nhân để đánh. Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị Tần Vũ bác bỏ. Điều này là phi thực tế, trong huyết tộc có rất nhiều cao thủ sau khi đạt đến cảnh giới thiên thần, dù sử dụng đạn hạt lớn nhất liên tục đánh nổ thì cũng không thể làm đối phương bị thương, ngược lại càng chọc giận đối phương. Trận quyết chiến đều là một trận thảm họa với huyết tộc và cả thế tục. Chủ động đề nghị làm hòa, Tiêu Chính Văn nhíu mày, có điều suy nghĩ nói, chỉ là đang kéo dài thời gian. Chắc hẳn chúng đang tập trung nhân lực để đối phó với các nước xung quanh Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn vừa nói thế, Tần Vũ sửng sốt chốc lát rồi liên tục gật đầu nói, đúng thế, bây giờ lãnh thổ nước Hùng đã rơi vào tay huyết tộc, hơn nữa bán đảo Mian giờ, nói đến đây Tần Vũ lo lắng lắc đầu. Lúc này bán đảo Mian đã không còn gì nữa. Cả bán đảo Mian có hơn mấy tỷ người, bây giờ ngay cả một con vật sống cũng không tìm được chứ đừng nói là người. Có thể nói bây giờ các nước nhỏ xung quanh Hoa Quốc đều đã thất thủ trong thời gian ngắn. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, đây thì đúng rồi, lực lượng hiện tại của họ khá phân tán, không dám chống lại quy tắc của võ tông Hoa Quốc, thế nên mới kéo chúng ta lại bằng cách làm hòa. Đợi đến khi chúng khống chế được toàn bộ các nước xung quanh thì lúc đó cũng là lúc trở mặt với chúng ta. Tần Vũ cũng rất đồng tình với những lời Tiêu Chính Văn nói. Có thể 90% thiên tử cũng vì nhìn thấy được điều này mà đã dặn dò anh ta mấy lần, cho dù Tiêu Chính Văn có ở đó hay không cũng không thể cúi đầu chịu thua trước người huyết tộc. Họ chỉ đích danh nhà họ Lý, nhà họ Trương và người nhà họ Chu, Tiêu Chính Văn tiện thể nói. Đúng thế. Tần Vũ gật đầu đáp, nếu nói nhà họ Chu vì làm hỏng chuyện tốt chiếm cứ Sơn Thành, thì nhà họ Trương và nhà họ Lý chỉ là tổ nghiệp cố thủ, không có lý do để chúng phải kiêng dè như thế mới phải. Nhà họ Lý và nhà họ Trương đều là gia tộc ngoài lãnh thổ, nếu khống chế họ trong lòng bàn tay thì có thể khiến các gia tộc ngoài lãnh thổ dành cho huyết tộc không ít chỗ tốt, nhưng nhà họ Chu thì có gì có giá trị. Đây mới là điều mà Tiêu Chính Văn vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Đám người huyết tộc cũng đã là quái vật già sống mấy trăm năm, chắc chắn có tầm nhìn chiến lực, để giết được tộc nhân thì nên phải đến giới chính trị Hoa Quốc nịnh nọt mấy nhân vật nhỏ không có danh tiếng. Cậu Tiêu, tôi nghĩ tôi có thể trả lời cậu về chuyện này. Chu Hạo Nhiên tiến đến trước tiếp lời. Gì cơ, Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Chu Hạo Nhiên. Thật ra chuyện này là một bí mật lớn trong hàng nghìn năm nay. Sở dĩ nhà họ Chu chúng tôi có được ngày hôm nay cũng đều có liên quan đến bí mật này. Chu Hạo Nhiên trầm giọng thở dài. Gì cơ, Tiêu Chính Văn cau mày nói, ông Chu, mong ông biết thì cứ nói. Chu Hạo Nhiên cười khổ nói. Dĩ nhiên là bây giờ ngoài cậu Tiêu ra không có ai có thể cứu nhà họ Chu chúng tôi, tất nhiên tôi sẽ không giấu giếm điều gì. Nói rồi Chu Hạo Nhiên sải bước vừa đi vừa nói, thật ra chúng tôi và huyết tộc không có thù oán gì, mà có liên quan đến liên hôn với Hán Hung. Liên hôn của Hán Hung, ngay cả Lý Chính Đạo cũng ngạc nhiên. Không ngờ lai lịch của nhà họ Chu lại thâm sâu khó lường hơn cả nhà họ Lý.
Đúng thế, chắc các vị cũng đã từng nghe đến tổ tiên nhà họ Chu tôi rồi chứ, Chu Bột. Chu Hạo Nhiên vừa nói thế, mọi người đều nhìn ông ta bằng ánh mắt kinh ngạc. Tướng quân Chu Bột dẹp loạn cuộc nổi loạn thất phương, Tiêu Chính Văn hỏi. Chu Hạo Nhiên khẽ gật đầu nói, đúng thế, năm đó Hán Thất không thể thảo phạt Hưng Nô, thế nên chỉ đành liên hôn, nói đến liên hôn tôi tin chắc mọi người biết rõ công chúa gì đó chẳng qua chỉ là một xung hô. Mấy người phụ nữ đó đa số đều xuất thân từ nhà dân bình thường, năm đó gia tộc tôi vì tìm được một ứng viên thích hợp nên đắc tội với một nhà giàu ở phía Bắc. Nhưng lúc đó tổ tiên của tôi là một vị quan chức cấp cao, sau đó nhà giàu ở phía Bắc đó bị Hán Đế diệt cả gia tộc, còn người phụ nữ đó cũng thuận lợi gả cho Hung Nô. Nhưng người phụ nữ đó trước khi đi đã thề rằng cho đến cuối đời cho có đuổi đến cùng trời góc bể, cũng phải giết sạch huyết mạch nhà họ Chu tôi. Nghe đến đây Tiêu Chính Văn mới hiểu ra, hóa ra trong đó còn có thủ oán xưa cũ của thời đại xa xưa. Xem ra tình hình năm đó không được sách sử đời sau ghi lại, Tiêu Chính Văn thở dài nói. Không chỉ vậy, vì nhà họ Chu tôi còn bảo vệ một bí mật hàng nghìn năm, nếu người nhà họ Chu đều chết hết, có lẽ bí mật này sẽ không bao giờ được biết đến. Chu Hạo Nhiên trầm giọng nói. Bố, nhà họ Chu chúng ta còn bí mật gì nữa? Chu Lâm Lâm không khỏi hỏi. Bố nghĩ mọi người đều biết đến Thiên Đạo Minh Ước nhỉ? Vừa nghe nói đến Thiên Đạo Minh Ước, mọi người đều lấy lại tinh thần, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Chu Hạo Nhiên. Thật ra ở thời Đại Hán, chúng đã muốn khống chế Hoa Quốc rồi, dĩ nhiên mục đích là vì tìm tim rồng. Nhưng Hán Đế năm đó đã ngăn chặn sự xâm lược của Thiên Đạo Minh Ước chỉ với sức mạnh của một đất nước. Đến sau đó, thậm chí xảy ra một trận chiến lớn với cao thủ ngoài lãnh thổ làm chấn động thế giới. Chu Bột tổ tiên của tôi chết trong trận chiến đó, hơn nữa không chết u ám giống sách sử đã ghi chép lại. Cuối cùng thế tục chúng ta thắng trận chiến đó, nhưng cũng thắng thảm hại. Nghe Chu Hạo Nhiên nói đến đây, mọi người đều im phăng phắc. Hóa ra mấy nghìn năm trước, Hoa Quốc đã từng đánh nhau với Thiên Đạo Minh Ước. Quan trọng nhất là Hoa Quốc là bên giành chiến thắng. Thảo nào thời kỳ Hán Văn Đế đã có sức mạnh đánh bại Hung Nô nhưng mãi vẫn không ra tay, hóa ra là đang đánh nhau với Thiên Đạo Minh Ước. Vậy sau đó thì sao? Tiêu Chính Văn hỏi. Sau đó Văn Đế vì nghĩ cho đời sau không muốn xảy ra cuộc chiến tương tự nào nữa, nên mới ký hiệp ước cùng chống lại Thiên Đạo Minh Ước. Tất cả các gia tộc vi phạm hiệp ước thì đều phải chết. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao Tư Mã Thị lại xảy ra loạn lạc nội bộ. Ngũ Hồ sau này thật ra là người của Thiên Đạo Minh Ước. Trong lúc Tư Mã Thi xảy ra cuộc chiến nội bộ thì nhảy ra tranh giành quyền khống chế của Hoa Quốc. Nhưng cuối cùng vẫn bị nhà họ Dương và nhà họ Lý tiêu diệt, nhưng từ lúc đó người biết được bí mật này ngày càng ít, rất nhiều gia tộc lâu đời cũng đi vào ngoài lãnh thổ, người biết chuyện này càng ít hơn. Sở dĩ đám người huyết tộc này không được gia tộc Hoa Quốc ở ngoài lãnh thổ hoan nghênh, nguyên nhân là vì thực tế họ chính là những gia tộc đã vi phạm hiệp ước. Trong đó có cả Tư Mã Thị nhà giàu ở phía Bắc bị diệt cả gia tộc đó. Nghe đến đây, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Chu Hạo Nhiên. Nói cách khác, quân chủ thời Tùy cũng bị Thiên Đạo Minh Ước hại chết. Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Phải, ngay cả Dương Quảng cũng chết dưới tay sát thủ mà Thiên Đạo Minh Ước phái đến. Chu Hạo Nhiên đáp với vẻ mặt nghiêm trọng. Hầu như tất cả những lời đồn xa xưa của Tùy Dương Đế đều là những tin đồn tiêu cực, hơn nữa còn là một trong những vị hôn quân có tiếng trong lịch sử Hoa Quốc. Nhưng những lời Chu Hạo Nhiên nói lại khác hoàn toàn với lời đồn đó. Nói cách khác từ rất lâu trước kia Thiên Đạo Minh Ước đã muốn khống chế Hoa Quốc bằng mọi thủ đoạn. Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Chu Hạo Nhiên khẽ gật đầu, kể thêm rất nhiều bí mật mà người khác không biết. Thật ra từ xưa đến nay rất nhiều quan văn đều là gián điệp được Thiên Đạo Minh Ước cài vào, bình thường họ đều nói những lời nhân nghĩa đạo đức nhưng chỉ cần Hoa Quốc hơi có biến động thì sẽ lập tức nhảy ra khuấy động bão táp. Chuyện này vẫn luôn xảy ra từ thời Tùy Đường đến thời Đại Minh hậu thế. Cũng giống như Chu Kỳ Trấn chưa từng khuất phục trước Ngõa Si, càng chưa từng bị khuất phục, chỉ bị các quan chức bán đứng mà thôi, thế nên mới chém hết một số lượng lớn quan chức trong triều ngay sau khi ông ta phục chức. Thậm chí ở thời Minh hoàn toàn không có một hôn quân nào mà là họ phải đối diện với đảng Đông Lâm, thậm chí có thể bị đám người này hại chết bất cứ lúc nào.
Điều khiến Tiêu Chính Văn ngạc nhiên nhất là thật ra đảng Đông Lâm không phải có từ thời Hậu Minh mà bắt nguồn từ Đông Lâm Thư Uyển ở thời Bắc Tống. Ngay cả Tống Thái Tổ cũng chết trong tay đám người toàn nói lời nhân nghĩa đạo đức này. Nói cách khác, họ tự nhận là học trò của Khổng Thánh mà lại làm những việc đê hèn này. Lý Chính Đạo nhíu mày, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị nói. Không, bắt đầu từ Khổng Khưu thì người nhà họ Khổng là kẻ phản bội của Hoa Quốc, vì thời Tiên Tần, Hoa Quốc có quá nhiều cao thủ, ngay cả Thiên Đạo Minh Ước cũng không thể chống đối lại thế lực phía sau Hoa Quốc. Thế nên họ chỉ đành nghĩ ra một kế khác, đó là đánh bay lòng chiến đấu. Lấy nhân, nghĩa, lễ để làm người Hoa Quốc mất đi tâm huyết, Chu Hạo Nhiên lắc đầu nói. Ông nói sao, từ thời Tiên Tần, Thiên Đạo Minh Ước đã có ý đồ muốn chiếm Hoa Quốc ư? Lý Chính Đạo không khỏi ngạc nhiên hỏi. Đúng thế, đây cũng là chuyện từng được ghi chép đầy đủ chi tiết trong sách bí mật của nhà họ Chu. Tôi nghĩ sở dĩ chúng muốn đuổi giết người nhà họ Chu là vì không muốn để người đời biết những bí mật của chúng. Đồng thời mượn thủ oán của nhà họ Chu và người phụ nữ nhà giàu đó để ép nhà họ Chu vào đường cùng. Nếu không làm sao huyết tộc có thể quay về thế tục với số lượng lớn được. Sắc mặt Chu Hạo Nhiên cực kỳ khó coi nói. Nghe nói thế lòng mọi người đều không khỏi trùng xuống. Nếu những gì Chu Hạo Nhiên nói là thật thì chứng tỏ dù đến thời hiện đại vẫn còn không ít gián điệp của Thiên Đạo Minh Ước đang ở trong giới chính trị Hoa Quốc. Nếu không chúng cũng không cần phải hủy chứng cứ tội của mình bằng cách tiêu diệt nhà họ Chu. Vậy Hán Đế không có cách đối phó gì sao? Tiêu Chính Văn lại hỏi. Tất nhiên là có, rất nhiều người yêu nước, trung thành với Hoa Quốc cũng lập một liên minh tên là Vương Các. Nhiều người ở thời Tiên Tần cũng đều là thành viên trong đó. Chẳng hạn như Hạng Vương, Hàn Tín đều là thành viên trong Đế Vương Các, chỉ là Đế Vương Các trước giờ rất bí ẩn, không để người ngoài biết đến. Đế Vương Các cũng chỉ có một mục tiêu, đó là tìm được năm tim rồng để người Hoa Quốc chúng ta có thể mở được bí mật của Long tộc sau khi dung hợp tim rồng. Nghe thế ngay cả Tiêu Chính Văn cũng nhíu chặt mày. Long tộc, hầu như mục tiêu của mọi người đều là Long tộc. Sáng thế Hạo Thiên hay Thiên Đạo Minh Ước cũng thế. Thậm chí ngay cả Đế Vương Các cũng có mục tiêu là di tích Long tộc. Lẽ nào trong di tích Long tộc có ẩn chứa bí mật kinh thiên động địa sao? Nói cách khác, thật ra ngoài quân vương lập nước của mỗi thời đại thì các đế vương khác đều bị Thiên Đạo Minh Ước thao túng. Tần Vũ nhíu mày hỏi. Hẳn là thế, ngay cả lúc thiên tử cũ vẫn còn sống cũng không thể tự chủ hoàn toàn, người của Võ Thần Tông năm lần bảy lượt âm mưu giành quyền lực của Hoa Quốc, đám người họ chắc không chỉ vì Võ Thần Tông. Tiêu Chính Văn dường như đang nghĩ đến gì đó hỏi. Trước đây ông Long, sau này ông Lạc cũng thế, hầu như đều có chung một đặc điểm, đi theo thiên tử, nhưng mục đích lại là lợi dụng thiên tử, trấn áp những kẻ bất đồng ý kiến, sau đó kéo thiên tử xuống khỏi vị trí đó. Thật ra cho dù Thiên Đạo Minh Ước hay Đế Vương Các đều luôn đối nghịch với nhau, hàng nghìn năm nay tất cả quân vương và các quan chức có quyền lợi đều là con cờ trong tay chúng. Hán Đế hay Tần Vương không ai biết những người tài giỏi trước đó của họ có phải đang đi một nước cờ lớn không. Mà tình thế hiện nay cũng là kết quả ván cờ của họ, năm đại danh Sơn và Võ Tông gần như đã trở thành đại diện võ thuật hiện nay của Hoa Quốc, mà trong quan chức có đồng bọn hay không cũng khó nói. Nếu không phải vì Tiêu Chính Văn mạnh đến mức không ai dám làm gì, chứ nếu không rất có thể kế hoạch lần này của Thiên Đạo Minh Ước đã thành công. Đến lúc đó không chỉ là người dân Hoa Quốc sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, mà Hoa Quốc cũng sẽ rơi vào loạn lạc, thậm chí cả thế giới đều sẽ đối mặt với hiểm họa. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng đã đích thân đến Thánh Vực, dù Thánh Vực không giống với ngoài lãnh thổ, nhưng Tiêu Chính Văn cũng cảm nhận rất rõ Thánh Vực là một nơi độc lập với thế tục. Dù thế tục có bị hủy diệt, Thánh Vực cũng có thể tồn tại. Nói cách khác, nếu không phải vì vẫn chưa tìm được di tích Long tộc, năm tim rồng vẫn còn ở Hoa Quốc thì với các cường giả ngoài lãnh thổ, cả thế giới thế tục không cần thiết phải tiếp tục tồn tại nữa. Đúng là không ngờ, thảo nào lúc Đường Vương Lâm Trung lại muốn dặn dò nhà họ Lý, cho dù ở thời điểm nào cũng phải bảo vệ người dân Hoa Quốc, những kẻ chống lại người dân Hoa Quốc đều là kẻ thù chung của Lý Đường. Thế nên năm đó Đường Vương cũng đã nhận ra được điều này từ lâu. Lý Chính Đạo nói, xem ra trò chơi vừa bắt đầu, Thiên Đạo Minh Ước hay Đế Vương Các cũng được, Hoa Quốc đã không còn là Hoa Quốc trước kia nữa, không thể để chúng muốn làm gì cũng được. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Cậu Tiêu, cậu nghĩ chúng ta nên xử lý chuyện này thế nào?
Tần Vũ quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn, dù sao cũng phải tỏ thái độ với huyết tộc. Lý Chính Đạo cũng đang nhìn Tiêu Chính Văn nói, cậu Tiêu, nếu có gì cần giúp, nhà họ Lý tôi sẵn sàng góp sức vì người dân Hoa Quốc. Không phải nhà họ Lý không có lập trường của mình, cũng không phải Lý Chính Đạo không có chủ kiến, mà là với tình hình chung của họ không thể nào so sánh với người có cấp bậc như Tiêu Chính Văn và Thiên Tử. Dù sao Thiên Tử cũng nắm quyền ở cả một nước, còn Tiêu Chính Văn nắm quyền bên quân sự. Không có có nhìn tổng thể về thế giới thì chỉ bị những chuyện nhỏ xảy ra hiện nay dắt mũi, dần dần sẽ rơi vào trong cạm bẫy của đối phương. Xem ra nước rất sâu, nhưng tình thế hiện nay không phức tạp, nếu chúng đã muốn mấy gia tộc lớn thì chúng ta cứ nghe ý kiến bên ngoài trước, phân biệt rõ địch và ta mới tiến hành bước tiếp theo. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Cái gì? Tần Vũ nhíu mày nói, cậu Tiêu, ý cậu nói là không đáp trả à? Hay là, Tiêu Chính Văn xua tay nói, tất nhiên là phải đáp trả, nhưng không phải bây giờ. Cho dù là nhà họ Lý, nhà họ Trương hay nhà họ Chu thì chúng ta cũng phải bảo vệ. Nhưng bảo vệ thế nào, bảo vệ ra sao vẫn phải chờ đợi thời cơ. Sở dĩ giao quyền lên tiếng ra là muốn xem thử năm đại danh sơn và quan chức trong giới chính trị nghĩ như thế nào. Chỉ có cách để họ nói ra những gì mình nghĩ thì chúng ta mới biết ai là địch, ai là bạn. Lúc gặp khó khăn mới nhìn rõ chân tướng. Tiêu Chính Văn nói rất khéo léo, nhưng Tần Vũ cũng xuất thân từ quân đội lại nghe ra được chút sát khí trong đó. Đây rõ ràng là kế dụ địch, Tiêu Chính Văn cũng đang thầm tính toán một bàn cờ. Cậu Tiêu, ý cậu là, thậm chí có thể khai chiến với hai thế lực lớn. Lúc nói như thế, trán Tần Vũ đã toát một lớp mồ hôi lạnh. Vậy thì thế nào, Hoa Quốc chính là nhà của chúng ta, thân là quân nhân chúng ta không có tư cách lùi bước. Phía sau chúng ta là hàng trăm triệu người dân Hoa Quốc, ai dám uy hiếp đến sự an toàn của Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn tôi sẽ sống chết với người đó. Tiêu Chính Văn rất bình tĩnh nói, nhưng trong lời nói lại lộ ra sát khí nồng đậm. Tiêu Chính Văn biết rất rõ. Việc mở thông với vùng ngoài lãnh thổ lần này có thể sẽ là ván cờ hai bên cùng bày ra giữa Thiên Đạo Ninh Ước và Vương Đế Các, thế cục lần này quả thực rất khó lường. Nhưng càng vào những lúc như thế này thì lại càng không thể nhượng bộ nửa bước. Nếu không cả Hoa Quốc và người dân Hoa Quốc sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm. Báo cáo, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Tần Vũ nhíu mày, nói với người lính đi tin ngoài cửa, vào đi. Báo cáo Tổng Tư lệnh Tần. Báo cáo vua Bắc Lương. Nhà họ Ngụy ở Long Kinh đã gửi chiến thư đến Bắc Băng Đài chúng ta, nói muốn khiêu chiến vua Bắc Lương. Nói xong, người lính đưa tin đưa cho Tầm Vũ một bức chiến thư. Anh Tiêu, cái này là do Ngụy Nguyên Cát phái người đưa tới, người này thật ngông cuồng. Tần Vũ nói xong liền đưa chiến thư cho Tiêu Chính Văn. Rõ ràng, việc Ngụy Nguyên Cát công khai gửi chiến thư cho Tiêu Chính Văn cũng đã được tính toán trước. Lúc này, không chỉ đài truyền hình mà ngay cả trên mạng cũng đều tràn ngập tin tức này. Lúc chiến thư được gửi đến Hắc Băng Đài, gần như cả nước đều biết tin Ngụy Nguyên Cát thách đấu với vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Mấy vị thế tử của đám thế gia đó không thể ngừng nghỉ mấy ngày sao? Mấy ngày trước vừa chết một tên, giờ lại đến tiếp. Hừ, đám người này thật cố chấp, dù sao chỉ cần vua Bắc Lương ra tay thì bọn họ sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Thật khó hiểu. Lẽ nào mạng của bọn họ đều không đáng tiền vậy sao? Nhất thời, tiếng nói trên mạng hầu như đều nghiêng về phía Tiêu Chính Văn. Dù sao lúc trước cả Võ Tông và năm đại danh sơn đều khiến dư luận phẫn nộ, cuối cùng Tiêu Chính Văn đã đích thân ra tay, lấy lại công bằng cho biết bao nhiêu người. Trong lòng người dân Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn chính là vị cứu tinh của bọn họ, cho dù là thế tử nhà họ Ngụy hay thế tử nhà họ Lý thì đều chẳng là gì cả. Mà Ngụy Nguyên Cát hoàn toàn không quan tâm đến những lời bàn tán trên mạng. Dù sao cụ ta cũng không chỉ đại diện cho nhà họ Ngụy, mà còn là lợi ích chung của một nhóm lớn các thế gia có quan hệ mật thiết với nhà họ Ngụy. Còn mạng sống của người dân Hoa Quốc chỉ rẻ mạt như lũ kiến trong mắt bọn họ không hề quan tâm đến điều này. Chỉ cần Tiêu Chính Văn bị kéo xuống khỏi tế đàn, sau đó sử dụng một phố biện pháp thì người dân Hoa Quốc chắc chắn sẽ phải chịu khuất phục trước những thế gia như bọn họ. Ngay sau khi tin tức này được truyền ra, ngay cả người của bốn gia tộc lớn cũng bắt đầu bàn luận thắng bại của trận chiến này. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi linh khí khôi phục, có một nhân vật lớn tầm cỡ thế tử đã công khai thách đấu Tiêu Chính Văn.
Trước đây, tuy những cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương hay cảnh giới nhân vương cấp 1 cấp 2 cũng là những nhân vật lớn đứng đầu một thời đại, nhưng so với thế tử thì thân phận và địa vị của bọn họ kém hơn một bậc. Hơn nữa, những thế gia bậc nhất đều được coi là những nhân vật cực lớn. Gia chủ Viên, không biết nhà họ Viên các ông có ý định cùng vị thế tử này? Nhà họ Viên chúng tôi không có ý định phá rối, chúng tôi cũng không có cảm tình với thế tử nhà họ Ngụy. Mặc dù bốn đại gia tộc chúng tôi có mối thù không đội trời chung với Tiêu Chính Văn, nhưng trước thế cục lớn, tuyệt đối không thể đứng sai phe, nếu không sẽ đi lại vết xe đổ trước đây. Sau vài chuyện lớn xảy ra, Viên Sùng Long đã nhìn thấy mọi thứ. Với thế lực của nhà họ Viên, muốn tìm Tiêu Chính Văn báo thù chỉ là điều viển vông. Không thể vì người chết mà khiến người sống sống không bằng chết được. Mấy vị đại diện của nhà họ Phương Đông, đặc biệt là Đông Phương Tuyết Ngưng trở thành mục tiêu để nhà họ Viên dốc sức đào tạo. Các ông có phải đề cao Tiêu Chính Văn quá rồi không? Đại diện nhà họ Cơ chế nhạo, hình như ông ta đang chờ đợi tin tức gì đó, hết lần này đến lần khác nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên, sau đó, một người đàn ông mặc đồ đen đi tới bên cạnh đại diện nhà họ Cơ, thì thầm mấy câu. Tôi biết rồi, ra ngoài đi. Đại diện nhà họ Cơ xua tay với người đàn ông mặc áo đen, trên mặt nở nụ cười khinh thường, e rằng lần này Tiêu Chính Văn sẽ khiến các vị thất vọng đấy. Trước đây, cho dù là ai gửi chiến thư cho Tiêu Chính Văn, cậu ta cũng sẽ tiếp nhận không chút do dự. Nhưng lần này phía Tiêu Chính Văn lại không có tin tức gì. Điều này chẳng phải chứng tỏ cậu ta sợ rồi sao? Vừa nói, đại diện nhà họ Cơ vừa ra vẻ kiêu ngạo, hiển nhiên. Nhà họ Cơ đã quyết định đứng về phía đối đầu với Tiêu Chính Văn. Tin tức này cũng tiếp thêm sức lực cho đại diện nhà họ Cơ. Đúng lúc đại diện nhà họ Nguyên và nhà họ Đông Phương đang chuẩn bị phản bác thì một tin tức truyền đến khiến mọi người đều kinh ngạc, đó là Tiêu Chính Văn đã công khai từ chối lời thách đấu của Ngụy Nguyên Cát. Cái gì? Tiêu Chính Văn, không chỉ sắc mặt người nhà họ Đông Phương trở nên khó coi, ngay cả Viên Sùng Long cũng nhíu mày. Lẽ nào lần này bọn họ đã đứng sai phe rồi sao? Thực ra không phải vì Tiêu Chính Văn sợ, mà là vì sự xuất hiện của huyết tộc đã khiến rất nhiều làng xã của Hoa Quốc bị đe dọa. Hiện tại, anh không chỉ phải đối mặt với sự áp bức của huyết tộc mà còn phải bảo vệ người dân Hoa Quốc. Còn tên nhãi nhép như Ngụy Nguyên Cát căn bản không đáng để anh hao tổn sức lực. Tôi nghĩ Tiêu Chính Văn có sự sắp xếp riêng của mình. Viên Sùng Long là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Lên tiếng nói giúp Tiêu Chính Văn. Hừ, cậu ta có thể sắp xếp gì chứ? Cậu ta sợ thì có. Chuyện này cũng chẳng có gì mất mặt. Hơn nữa, các ông có biết Ngụy Nguyên Cát là người thế nào không? Đại diện nhà họ Cơ kiêu ngạo nói. Nhà họ Ngụy có lẽ cũng chỉ là một thế gia võ đạo đến từ vùng ngoài lãnh thổ. Viên Sùng Long tỏ ý xem thường. Nếu đã bọn phe thì phải chiến đấu đến cùng dù kết quả có ra sao cũng không thể thua đối phương về mặt khí thế. Các người đã nghe đại thần thời Lý Đường Ngụy Trinh chưa? Ngụy Nguyên Cát chính là thế tử của nhà họ Ngụy đó. Ở vùng ngoài lãnh thổ, nhà họ Ngụy vô cùng hùng mạnh, những nhân vật lớn như Trương Cư Trinh nhà họ Trương hay Vương An Thạch nhà họ Vương đều cùng một phía với nhà họ Ngụy. Tôi nói cho mọi người biết, Ngụy Nguyên Cát không chỉ đại diện cho nhà họ Ngụy mà còn đại diện cho thế gia là học trò của thánh nhân Nho Giáo ở vùng ngoài lãnh thổ. Cho dù Tiêu Chính Văn ăn gan hùm mật gấu thì cũng không dám đắc tội với thế lực lớn như vậy đâu. Hơn nữa, thế tử Ngụy Nguyên Cát còn là cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 3, Lý Chính Đạo cũng chẳng là gì trước mặt cụ ta. Thực lực của thế tử gần như là bất khả chiến bại so với người cùng đẳng cấp. Đâu phải là người mà nhân vật nhỏ bé như Hỏa Long Chân Quân có thể sánh bằng. Nghe đại diện nhà họ Cơ nói vậy, Đông Phương Tuyết Ngưng đập bàn, giận dữ đứng bật dậy, hừ. Cho dù đối phương là ai thì nhà họ Đông Phương chúng tôi cũng sẽ ủng hộ vua Bắc Lương, ủng hộ thiên tử và người dân Hoa Quốc vô điều kiện. Kẻ thù của Hoa Quốc chính là kẻ thù của nhà họ Đông Phương chúng tôi. Nói xong, Đông Phương Tuyết Ngưng tức giận rời đi. Viên Sùng Long hít một hơi thật sâu, đứng dậy, liếc nhìn mọi người, nói với vẻ mặt khó coi, người nhà họ Viên chúng tôi cũng xuất thân từ giới thế tục, không liên quan gì đến đám người ngoài lãnh thổ kia cả. Bất kể là ai dám xâm phạm đến lợi ích của giới thế tục thì nhà họ Viên chúng tôi cũng sẽ không đồng ý. Chúng ta đi, nói xong, Viên Sùng Long dẫn theo đám người nhà họ Viên rời khỏi sảnh lớn. Nhìn bóng lưng đại diện hai nhà rời đi,
đại diện nhà họ Cơ chỉ cười khinh thường. Ông Cơ, lẽ nào Ngụy Nguyên Cát thật sự lợi hại vậy sao? Đại diện nhà họ Đường hỏi với vẻ không yên tâm. Đương nhiên rồi, ông không cần nghĩ nhiều, Tiêu Chính Văn chỉ là nhân vương cấp một yếu đuối mà thôi. Mà Ngụy Nguyên Cát không chỉ là thế tử của nhà họ Ngụy, mà cảnh giới còn cao hơn Tiêu Chính Văn một bậc. So với những thế gia lớn ngoài lãnh thổ, nhà họ Tiêu chẳng là gì cả. Mọi người biết vì sao cậu ta không dám tiếp chiến không? Chính là vì cậu ta muốn giữ thể diện mà thôi. Đại diện nhà họ Cơ cười nói một cách mỉa mai. Lúc này, trong trang viên nhà họ Ngụy ở Long Kinh, Ngụy Nguyên Cát đang xem lời đáp trả công khai của Tiêu Chính Văn trên mạng rồi đắc ý cười lớn. Tôi nói rồi, Tiêu Chính Văn cũng chẳng là gì cả. Ngay cả chiến thư của tôi cũng không dám nhận, chứng tỏ cậu ta chỉ ra ngoài bên ngoài vậy thôi. Loại người này có gì đáng sợ chứ? Rốt cuộc cũng chỉ là con kiến mà thôi. Gửi thư cho thiên tử Hoa Quốc đi, bảo cậu ta trong vòng nửa tháng phải từ bỏ ngôi vị thiên tử, nếu không, Hoa Quốc sẽ bị san bằng. Ngụy Nguyên Cát kiêu ngạo ra lệnh cho ông lão đứng bên cạnh. Thế tử, chúng ta có nên đợi thêm nữa không? Chuyện của huyết tộc vẫn chưa được giải quyết, bây giờ tiếp nhận quyền hành của Hoa Quốc có vẻ hơi sớm. Ông lão phía sau Ngụy Nguyên Cát lo lắng nói. Tuy rằng bọn họ nước sông không phạm nước giếng với huyết tộc, nhưng hiện tại huyết tộc đang từng bước xâm chiếm Hoa Quốc, nếu như lúc này nắm quyền ở Hoa Quốc, nhất định phải đối mặt với huyết tộc. Cho dù nhà họ Ngụy và thế lực khổng lồ phía sau nhà họ Ngụy sắp tiến vào giới thế tục, cũng không có nghĩa là họ sẵn sàng khai chiến chống lại huyết tộc. Thật ra lần này nhiệm vụ mà Ngụy Nguyên Cát được cử đi làm ở giới thế tục, cũng chỉ là kéo Tiêu Chính Văn xuống đài rồi dẫm chết anh, để tránh anh trở thành hòn đá cản đường quay trở lại. Hừ, bao nhiêu người muốn ngồi lên ngôi vị thiên tử của Hoa Quốc, ai cũng vì tương lai mà đổ thêm dầu vào lửa, nhưng tất cả đều thất bại, mà tôi lại đã kéo được thiên tử Hoa Quốc xuống ngai vàng, sự vinh hạnh đặc biệt này sao có thể để cho người khác chứ? Hai mắt Ngụy Nguyên Cát phát sáng, bừng bừng dã tâm nói. Vận khí của Vi Hào và Âu Lục đều đã bị người khác cướp mất, đối với tôi mà nói cái thứ gọi là vận khí này vô cùng quan trọng. Chỉ cần ngồi lên chiếc ghế của thiên tử Hoa Quốc thì có thể có được chút vận quốc của Hoa Quốc, cho dù chỉ ngồi một ngày cũng rất có lợi cho tôi. Hiểu chưa, vừa dứt lời, ông lão nặng nề gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Chờ chút, đúng lúc ông lão bước tới cửa, Ngụy Nguyên Cát lại gọi ông ta lại nói. Phái người tìm xem Tiêu Chính Văn đang trốn ở đâu. Cho dù cậu ta trốn ở chân trời góc bể, tôi cũng phải tóm được cậu ta. Tự tay xé từng miếng thịt, nghiền từng khúc xương của cậu ta. Ông lão gật đầu nói, rõ. Khi Ngụy Nguyên Cát đang dương dương tự đắc, Hắc Băng Đài lại nhận được một bức mật thư. Bức thư bí mật này là của một thủ lĩnh của huyết tộc viết cho Tiêu Chính Văn. Tần Vũ cầm mật thư đọc một lượt, sau đó đưa cho Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu. Người bên huyết tộc chuyển lời tới, có ý định hẹn gặp mặt cậu một lần. Nói xong, Tần Vũ đưa bức thư cho Tiêu Chính Văn. Ồ, Tiêu Chính Văn cầm lá thư đọc lại, đại khái là anh muốn hẹn Tiêu Chính Văn gặp mặt ở Lầu Vọng Nguyệt ở Long Kinh. Bức thư không đề cập đến bất kỳ vấn đề cụ thể nào. Tiêu Chính Văn không quan tâm đến phe của nhà họ Ngụy, nhưng huyết tộc quả thực rất bí ẩn, vì vậy Tiêu Chính Văn cũng rất coi trọng bức thư này. Hiển nhiên là vào ngày Tiêu Chính Văn vừa trở về Long Kinh, đối phương đã sai người đưa thư muốn hẹn gặp Tiêu Chính Văn, điều này cũng chứng minh đối phương hiểu biết rất sâu, Tiêu Chính Văn rất có tầm ảnh hưởng rất lớn trong giới chính trị Hoa Quốc. Anh Tiêu, theo tôi thấy, không bằng cứ chờ thêm rồi tính tiếp, bọn họ chủ động hẹn mình anh tới, đến chín phần là có ý đồ bất chính. Tần Vũ nhíu mày trầm tư. Tiêu Chính Văn là trụ cột của Hoa Quốc, mà đối phương chỉ hẹn một mình Tiêu Chính Văn tới. Khó đảm bảo sẽ không rơi vào bẫy, Tần Vũ làm sao có thể yên tâm để Tiêu Chính Văn mạo hiểm như vậy. Nếu Tiêu Chính Văn có chút sơ suất, thiên tử và người dân của Hoa Quốc phải làm thế nào? Hơn nữa, trong việc thương lượng với huyết tộc, cho dù đối phương muốn hẹn gặp mặt cũng phải là thiên tử hoặc là người của võ tông, dù sao vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn cũng chủ yếu lo việc quân. Không sao, bọn họ sẽ không giở trò gì trong thời điểm mấu chốt thế này. Tiêu Chính Văn gập lá thư lại, bình tĩnh nói. Dù sao thì sớm muộn cũng phải gặp nhau, gặp sớm còn hơn gặp muộn, đồng thời cũng có thể thăm dò ý của đối phương, tiện cho quyết định bước tiếp theo. Đi nói với người ở cửa rằng 8 giờ tối nay, phòng riêng thiên tự Lầu Vọng Nguyệt, không gặp không về.
Tiêu Chính Văn trầm giọng nói với người lính thông tin báo việc đứng bên cạnh. Sau khi người lính thông tin rời đi, Tần Vũ trầm ngâm nói, cậu Tiêu, người huyết tộc vẫn chẳng có gì đáng tin, theo tôi thấy để cho đám người Long Nguyệt dẫn một vài người của Điện Thần Long ở Long Kinh tới mai phục trước, không cần. Đối phương cũng không có thế lực lớn là bao ở Long Kinh. Nếu bọn họ thực sự muốn ra tay với tôi, Hắc Băng Đài hay Điện Thần Long nhất định phải có tin tức. Tiêu Chính Văn xua tay. Bây giờ tình hình còn chưa rõ ràng, không phải lúc để lật mặt với bọn họ. Cho dù đối phương thật sự có mai phục, với thực lực của Tiêu Chính Văn thì vẫn có thể đối phó được. Tiếp theo, sau khi Tiêu Chính Văn sắp xếp thêm một số việc rồi tới Lầu Vọng Nguyệt. Lầu Vọng Nguyệt là một nhà hàng lớn mới khai trương 1-2 năm trở lại đây, ngay từ đầu đã đi theo con đường cao cấp và chỉ tiếp đón khách VIP. Người bình thường cho dù muốn vào uống một cốc nước cũng không thể nào. Trước đây, những người đến đây tiêu tiền đều là những quan chức, những nhân vật máu mặt giàu có ở Long Kinh. Nhưng trong mấy tháng gần đây, nghe nói rằng ngay cả những vị quan lớn này cũng đã bị hủy tư cách khách hàng VIP, và chỉ một số đại lão của võ tông mới có thể tùy ý ra vào. Vừa tới cửa, Tiêu Chính Văn đã cảm thấy hơi kỳ quái, một mùi máu tanh phả thẳng vào mặt. Đây là mùi gì vậy? Tần Vũ vội vàng che mũi, cau mày liếc nhìn ra cửa. Mùi máu, hơn nữa còn là mùi máu trên cơ thể người. Tiêu Chính Văn cau mày nói. Rõ ràng, nguồn gốc của Lầu Vọng Nguyệt này không hề đơn giản, rất có thể là do người đại diện của huyết tộc trong giới thế tục mở ra. Đúng lúc này, có hai nhân viên tiếp đón khách quý chạy ra khỏi cửa tới trước mặt Tiêu Chính Văn và Tần Vũ nói, hai vị, xin hỏi trong hai người ai là vua Bắc Lương? Là tôi, Tiêu Chính Văn trầm giọng đáp. Xin chào anh Tiêu, mời anh vào. Một nhân viên tiếp đón khách quý làm động tác mời Tiêu Chính Văn, nhưng một người còn lại cố tình chặn đường Tần Vũ. Anh Tần, anh cứ trở về chờ tin tức của tôi. Không đợi Tần Vũ nổi giận, Tiêu Chính Văn đã quay đầu dặn dò một câu, sau đó đi theo người nhân viên tiếp đón khách quý ấy vào nhà hàng. Anh Tiêu, theo tôi thấy, để ông Lý đi vào cùng với anh, có gì dễ phối hợp với nhau. Nói rồi, Tần Vũ lạnh lùng liếc nhìn nhân viên tiếp đón đang ngăn mình lại. Thấy Tiêu Chính Văn không phản đối, Lý Chính Đạo mới tiến lên một bước, nói với người nhân viên ấy, nhà họ Lý Chính Đạo. Người nhân viên ấy do dự một lúc, cuối cùng cũng không để Lý Chính Đạo vào nhà hàng. Vừa bước vào thang máy, người dẫn đường vừa âm thầm đánh giá Tiêu Chính Văn, dù chỉ là một nhân viên tiếp đón bé nhỏ, thực lực lại là nhân vương cấp 3. Chỉ từ điểm này đã có thể chứng minh cô gái này tuyệt đối không thể chỉ là một nhân viên tiếp đón khách bé nhỏ được. Anh Tiêu quả nhiên phong thái bất phàm, từ lâu đã nghe nói qua những truyền kỳ anh hùng của anh Tiêu, hôm nay được gặp mặt quả thật là phúc ba đời. Nhân viên tiếp khách mỉm cười nói. Tiêu Chính Văn cười nói, vị tiểu thư này, cô cũng đâu phải là nhân vật tầm thường, cao thủ cảnh giới nhân vương, nếu chỉ có thể làm công việc phục vụ trong nhà hàng này, Tiêu Chính Văn tôi cũng không dám bước vào. Anh Tiêu nói đùa, thật ra tôi chỉ muốn chiêm ngưỡng phong thái của anh Tiêu đây sớm một chút. Tôi Lục Tiểu Thiến kính chào vua Bắc Lương, cô gái trẻ nói rồi hơi chắp tay lại với Tiêu Chính Văn. Ngay sau đó, trang phục của nhân viên tiếp đón của cô ta bỗng trở thành một chùm sáng màu xanh rồi biến thành một bộ sườn xám màu đỏ rực. Hơn nữa, cả khuôn mặt cũng có sự biến đổi lớn. Những đường nét bình thường trên khuôn mặt trước đây, trong nháy mắt trở nên diễm lệ nghiêng nước nghiêng thành. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ hấp hồn người ta. Tuy nhiên, cho dù cô ta có bày ra tư thế xinh đẹp như thế nào thì đôi mắt của Tiêu Chính Văn vẫn trong veo như nước, thậm chí không có chút gợn sóng nào, việc này khiến cô khá thất vọng. Lý Chính Đạo khẽ cau mày nhìn Lục Tiểu Thiến, trầm giọng nói, cô là người nhà họ Lục ở vùng ngoài lãnh thổ sao? Nhà họ Lục vùng ngoài lãnh thổ chính là gia tộc quyền thế mà Chu Hạo Nhiên nói, Lý Chính Đạo cũng không xa lạ gì với nhà họ Lục. Đương nhiên, vị này hẳn là thế tử của nhà họ Lý, tôi xin có lễ gặp mặt, không ngờ nơi nơi đều gặp người quen. Lục Tiểu Thiến nở nụ cười quyến rũ. Lý Chính Đạo nhìn Lục Tiểu Thiến nghi ngờ nói, chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao? Cụ ta không thể nhớ mình đã từng gặp Lục Tiểu Thiến khi nào. Ông nhất định quen bố tôi, Lục Thanh Thành. Nghe tới ba chữ Lục Thanh Thành, Lý Chính Đạo không khỏi kinh ngạc. Ở trong thế tục, cái tên Lục Thanh Thành này không nổi tiếng. Thậm chí không mấy ai biết đến sự tồn tại của nó. Nhưng ở ngoài lãnh thổ, nhắc đến ba chữ Lục Thanh Thành thì ai ai cũng biết.
Thậm chí ngoài lãnh thổ còn từng có một truyền thuyết, năm đó Lục Thanh Thành vì vợ của mình mà đã một mình giết một tông môn lớn đã phát triển hàng nghìn năm ở ngoài lãnh thổ. Một mình ông ta đã giết sạch cả một tông môn, mà mọi chuyện chỉ vì muốn cứu vợ của mình mà thôi. Phải biết đó là tông môn lớn đã phát triển hàng nghìn năm ở ngoài lãnh thổ, chỉ riêng các cao thủ cảnh giới nhân vương đỉnh cao trong tông môn thôi đã lên đến con số lớn. Thậm chí còn có cường giả cảnh giới nhân hoàng trong đó. Mà Lục Thanh Thành một mình diệt sạch một tông môn người ta, chỉ riêng về thực lực này cũng đủ để khiến người ta nghe mà chậc lưỡi. Từ đó về sau chỉ cần nói là người nhà họ Lục thì các gia tộc lớn ở ngoài lãnh thổ đều nể mặt chứ đừng nói là con gái ruột của Lục Thanh Thành. Không gia tộc hay tông môn đồng ý thì chẳng ai muốn chọc đến sát thần như thế cả. Thế nên ngay cả Lý Chính Đạo cũng toát đầy mồ hôi. Quả nhiên cuộc gặp mặt hôm nay không đơn giản như mình nghĩ. Hơn nữa có thế nào Lý Chính Đạo cũng không ngờ nhà họ Lục lại là người của dòng chính huyết tộc, hơn nữa chính là nhà họ Lục có thù với nhà họ Chu. Với thực lực của Lục Thanh Thành, con gái ruột của ông ta chắc là sự tồn tại cực có quyền lực trong ba vị cao thủ nhân vương cấp 3 mà huyết tộc cử đến này. Xem ra cô Lục cũng có lai lịch không nhỏ. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Lý Chính Đạo. Lý Chính Đạo cũng không tiện nhiều lời trước mặt Lục Tiểu Thiến, chỉ trao đổi ánh mắt với Tiêu Chính Văn. So với danh tiếng trong thế tục của anh Tiêu đây thì sau này nhà họ Lục chúng tôi vẫn phải dựa vào anh Tiêu. Lục Tiểu Thiến cười nói. Ồ, nhưng Hoa Quốc chúng tôi có luật pháp của Hoa Quốc, sẽ không cho phép người huyết tộc ác cô làm loạn như bây giờ nữa. Tiêu Chính Văn vẫn mỉm cười nói, nhưng lời nói lại khá sắc bén. Anh Tiêu, hà tất gì phải từ chối đẩy người khác ra xa thế? Nói rồi Lục Tiểu Thiến dẫn Tiêu Chính Văn và Lý Chính Đạo cùng đi vào một căn phòng VIP rất rộng. Vài người phục vụ nhanh chóng bưng trà nước và bánh ngọt lên đặt xuống trước mặt Tiêu Chính Văn và Lý Chính Đạo. Anh Tiêu, mời, Lục Tiểu Thiến làm động tác mời, sau đó bưng tách trà lên uống một ngụm nhỏ. Tiêu Chính Văn và Lý Chính Đạo mới nhìn dụng cụ trà bằng vàng trên bàn, sau đó cũng bưng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Tôi nghe nói bình thường anh Tiêu thích uống trà, không biết trà này của tôi thế nào? Lục Tiểu Thiến mỉm cười hỏi. Tiêu Chính Văn đặt tách trà xuống, gật đầu nói, trà khá ngon, nhưng điều tra tôi như thế hình như không lịch sự lắm nhỉ. Nghe anh nói thế, Lục Tiểu Thiến khẽ cười nói, anh Tiêu, không thể nói như thế, thật ra tôi làm vậy cũng là vì muốn giữa chúng ta có thể có một khởi đầu tốt đẹp. Lẽ nào những anh hùng đứng trên đỉnh cao của thế giới như anh Tiêu không đáng để Tiểu Thiến nghiên cứu kỹ càng sao? Lục Tiểu Thiến vẫn nở nụ cười rất quyến rũ. Anh Tiêu trước giờ giết người quyết đoán, đầu tiên là kiếm tiên Thiên Sơn rồi đến cụ tổ Hỏa Long, sau đó lại là năm đại danh Sơn. Nói đúng ra chúng tôi phải cảm ơn anh Tiêu rất nhiều. Nghe thế nụ cười của Tiêu Chính Văn dần trở nên lạnh lùng nói, Hàng Sơn và Hoa Sơn chắc chắn không phải là nơi huyết tộc có thể tùy ý chiếm cứ, dù nơi đó không có võ tông thì cũng là lãnh thổ của Hoa Quốc. Chốn cũ của năm đại danh Sơn đều có phong cảnh tuyệt đẹp, hơn nữa cũng là nơi giúp ích cho việc tu luyện võ thuật, tất nhiên Tiêu Chính Văn không cho phép người huyết tộc chiếm được món hời lớn như thế. Hơn nữa Hằng Sơn hay Hoa Sơn thì theo dự tính của Tiêu Chính Văn, một thời gian nữa anh sẽ rời trụ sở Điện Thần Long đến đó. Anh Tiêu, không thể nói thế, lúc chúng tôi đến nơi đó là nơi không có chủ, cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì thì chúng tôi vừa không làm người khác bị thương vừa không cướp đất của ai. Thật ra với tài năng của anh Tiêu, hà tất gì phải để ý đến một nơi như thế. Hơn nữa có quan hệ tốt với huyết tộc hẳn cũng là chuyện tốt với anh Tiêu. Vẻ mặt Lục Tiểu Thiến trở nên lạnh lùng, dù sao cô ta cũng là con gái của Lục Thanh Thành, dĩ nhiên có kiêu ngạo của mình. Vừa rồi cô ta khách sáo với Tiêu Chính Văn chỉ là không muốn trở mặt quá nhanh mà thôi. Huống hồ cho dù Tiêu Chính Văn có danh vọng hay thực lực cũng có thể nói được. Nếu có thể hợp tác thành công với Tiêu Chính Văn thì cũng có ích cho sự phát triển ở thế tục của huyết tộc. Đúng lúc này một thanh niên nhanh chân bước đến gần Lục Tiểu Thiến. Sau đó ghé vào tai cô ta nói nhỏ gì đó. Hả, nghe xong, đôi mắt xinh đẹp của Lục Tiểu Thiến bỗng lóe sáng. Anh Tiêu, hình như không chỉ có bọn tôi hứng thú với anh, mà người nhà họ Ngụy cũng rất quan tâm đến tung tích của anh đấy. Lục Tiểu Thiến quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn híp mắt cười nói. Quả nhiên người đi theo Tiêu Chính Văn cả đoạn đường chính là cấp dưới của Ngụy Nguyên Cát. Không sao,
chỉ là tên hề nhảy nhót mà thôi, chúng ta vẫn nên nói việc chính đi. Tiêu Chính Văn tỏ vẻ không sao nói. Lục Tiểu Thiến do dự một chốc rồi xua tay với người thanh niên đó. Nếu Tiêu Chính Văn đã không quan tâm đến chuyện này thì cô ta cũng không cần gây thù với nhà họ Ngụy. Còn cấp dưới của Ngụy Nguyên Cát cũng đã vội vàng quay về báo tin ngay sau khi Tiêu Chính Văn bước vào Lầu Vọng Nguyệt. Vừa nghe nói Tiêu Chính Văn xuất hiện ở Lầu Vọng Nguyệt, Ngụy Nguyên Cát không khỏi vui mừng. Hừ, còn dám chạy đi khắp nơi. Người đâu, thông báo với mọi người đi gọi các truyền thông đến Lầu Vọng Nguyệt đợi xem trò vui. Ngụy Nguyên Cát híp mắt, sát khí đằng đằng nói. Thế tử, Lầu Vọng Nguyệt là địa bàn của huyết tộc, chúng ta đột nhiên xông vào hình như không hay lắm. Ông lão một cánh tay tiến đến trước một bước khuyên bảo. Hừ, không hay lắm. Tiêu Chính Văn không có quan hệ gì với huyết tộc thì sao Lục Tiểu Thiến lại phải bảo vệ Tiêu Chính Văn? Hơn nữa lẽ nào nhà họ Ngụy chúng ta sợ nhà họ Lục à? Đừng quên, nhà họ Ngụy cũng là gia tộc lớn có lịch sử mấy ngàn năm, đằng sau chúng ta còn có thế lực của nhà họ Khổng. Dù Lục Tiểu Thiến ở đó cũng phải nể mặt nhà họ Ngụy. Ngụy Nguyên Cát không quan tâm là nhà họ Lục hay nhà họ Lưu gì đó, bây giờ ông ta chỉ muốn đánh cho Tiêu Chính Văn quỳ xuống cầu xin cứu giúp trước mặt tất cả truyền thông. Ông ta muốn đạp lên đầu Tiêu Chính Văn rồi tuyên bố với thế giới rằng Ngụy Nguyên Cát ông ta mới là đỉnh cao của thế giới. Ít nhất cả thế giới đều bị ông ta đạp dưới chân trước khi các đại gia tộc ở ngoài lãnh thổ. Vì với danh tiếng của Tiêu Chính Văn ở thế tục và sức mạnh anh đạt được trong thế tục, nếu không loại trừ người này thì sẽ cực kỳ bất lợi cho nhà họ Ngụy và nhà họ Khổng đứng đằng sau. Thế nên Ngụy Nguyên Cát gấp gáp muốn giết Tiêu Chính Văn không phải là vì tự đại kiêu ngạo của ông ta mà là ai có thể tiêu diệt được Tiêu Chính Văn thì có thể lấy được uy tín và sức mạnh ý nguyện thuộc về Tiêu Chính Văn. Mặc dù đây đều là những thứ vô hình, nhưng thường càng là điểm tốt của vô hình thì càng khó có được. Được rồi. Ông lão một tay thấy Ngụy Nguyên Cát đã quyết tâm làm thế cũng chỉ đành đi ra ngoài cùng với ông ta. Lúc này trong phòng VIP số 1 Lầu Vọng Nguyệt, Lục Tiểu Thiến thấy Tiêu Chính Văn thoải mái như thế cũng dứt khoát nói, anh Tiêu, tôi không vòng vo với anh thêm nữa, thật ra theo điều tra kỹ lưỡng của chúng tôi, giữa anh và Thiên Đạo Minh Ước cũng có mối thù sâu đậm. Huyết tộc tôi và Thiên Đạo Minh Ước cũng không đứng cùng một phe, thế nên chúng ta vẫn có điểm chung. Chẳng qua người nhà họ Chu và tổ tiên nhà họ Lục chúng tôi có mối thù sâu đậm, còn nhà họ Lý và nhà họ Trương, chúng tôi chỉ trừng phạt nhỏ, huyết tộc hy vọng có thể hòa bình với anh Tiêu. Những lời Lục Tiểu Thiến nói khá khó hiểu, ý ngoài lời nói của cô ta là không mong Tiêu Chính Văn nhúng tay vào chuyện này. Còn nhà họ Lý và nhà họ Trương, tôi không muốn hỏi, nhưng tôi không thể giao người nhà họ Chu cho các cô, thế nhưng có một việc tôi vẫn muốn nhờ chỉ rõ. Tiêu Chính Văn không cảm xúc nói. Lục Tiểu Thiến không ngờ Tiêu Chính Văn lại từ chối thẳng thừng như vậy, lúc đầu hơi sửng sốt, sau đó lại mỉm cười nói, mời anh nói, tôi nhất định sẽ nói những gì mình biết. Nếu huyết tộc các cô và đế vương các đều đứng về phía đối lập với Thiên Đạo Minh Ước, tại sao vẫn bị Thiên Đạo Minh Ước khống chế trong mấy nghìn năm quốc vận của Hoa Quốc? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Tiêu Chính Văn đã đoán được từ trong lời nói của Chu Hạo Nhiên, mấy nghìn năm nay, đế vương các đã tập hợp được một số lượng lớn anh hùng hào kiệt của các thời đại. Mà thực lực bên phía huyết tộc, chỉ cần nhìn Lục Tiểu Thiến thôi là có thể thấy rõ. Hai thế lực lớn lại không có cách nào nhúng tay vào sự thay đổi triều đại bên trong thế tục, vẫn bị Thiên Đạo Minh Ước lợi dụng sơ hở, mấy lần đều suýt thì lật đổ Hoa Quốc, chuyện này vốn đã không hợp với lý thường. Anh Tiêu, thật ra có một số chuyện, tôi vốn dĩ không nên tiết lộ cho anh biết. Thế nhưng để biểu hiện thành ý của huyết tộc chúng tôi đương nhiên sẽ không giấu giếm gì anh Tiêu. Mấy nghìn năm nay, muôn dân Hoa Quốc chỉ biết hoàng đế thế nào nhưng lại không hề hiểu hoàng đế cũng chẳng thể độc đoán chuyên quyền, ví dụ như Tào Ngụy, căn bản chẳng có cách nào tự chủ, thế nên sau này đã bị Tư Mã Thị đoạt mất thiên hạ. Nữ hoàng Tắc Thiên có công lao vĩ đại, thế nhưng người đời sau vẫn không thôi mắng chửi, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Giận đột nhiên chết thảm trong tẩm cung. Không một ai trong số 28 hoàng đế thời Minh là không bị quan văn hạ độc giết chết. Ẩn tình bên trong phần nhiều là từ những kẻ gọi là phần tử trí thức, từ lúc Khổng Khưu giúp Thiên Đạo Minh Ước giành được thiên hạ đã lấy nhân nghĩa đạo đức làm lý do để mua chuộc lòng người. Thứ nho gọi là nho thông thủ nho vốn dĩ chính là cần làm suy yếu năng lực kiểm soát của đế vương đối với Hoa Quốc, lại lấy hai chữ lễ nghĩa để bãi bỏ quốc pháp,
lấy hai chữ nhân nghĩa tâng bốc chính mình. Kể từ thời kỳ Hán Vũ thứ gọi là Nho Thuật xưng bá thiên hạ tới nay, tất cả những phần tử trí thức này đều đồng loạt trở thành con chó săn của nhà họ Khổng. Người nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ xa xôi có thể chi phối tất cả từ phía sau. Văn võ khắp triều đều là những kẻ gian ác, ngẫu nhiên có một hai kẻ trung quân ái quốc cũng đâu phải là đối thủ của bọn họ. May là đế vương các vẫn luôn kiểm soát đội ngũ võ tướng, vậy nên mới không rơi vào trong tay Thiên Đạo Minh Ước, nếu không e rằng bí mật của di tích Long tộc đã thuộc về Thiên Đạo Minh Ước từ lâu rồi. Nghe xong những lời này của Lục Tiểu Thiến, ngay cả Lý Chính Đạo cũng cảm nhận được sống lưng mình rét run lên. Hóa ra những thứ gọi là đại nho hay là danh thần danh tướng gì đó đều được đồng đảng của bọn họ tô vẽ cho đẹp hơn mà thôi. Bao gồm cả danh tướng thiên cổ như Trương Cư Chính, thật ra trong lòng vẫn ẩn giấu âm mưu. Từ điểm này có thể tưởng tượng ra vua Đường năm đó đã phải gồng gánh áp lực nhiều tới độ nào mới giữ lại được bản chiếu thư di mệnh đó. Theo như cô nói, lẽ nào trong lịch sử Hoa Quốc không có lấy một người trung thành với quốc gia hay sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Anh Tiêu, anh cũng là một bậc quân vương, anh nên hiểu rõ sách sử là do ai viết, xa thì không nói, chỉ nói nhà họ Chu, tại sao Chu Kỳ Trấn lại phải giết Phu Khiêm cơ chứ? Giống như những gì viết trong sách sử, sau khi Chu Kỳ Trấn bị quy phục, hắn đã cố gắng xoay chuyển tình thế, Chu Kỳ Trấn nên cảm ơn hắn mới phải, tại sao lại phải giết hắn? Lẽ nào bậc đế vương từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục tốt nhất lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy hay sao? Lời của Lục Tiểu Thiến, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng chẳng thể phản bác. Quả thực, nhìn vào sách sử từ đời nhà Minh, trí thông minh của người nhà họ Chu gần như xếp vào hạng ngu đần ngớ ngẩn. Thế nhưng vấn đề chính là ở đây, có đế vương nào là không theo học danh sư thời đó? Dù là một người bình thường có trí khôn không cao ngồi trên vị trí đó thì cũng sẽ không đưa ra một quyết định ngu xuẩn như vậy. Vậy nên, danh tiếng của nhà họ Khổng ở vùng ngoài lãnh thổ cực kỳ không tốt, những nhân vật cùng thời ông ta đều giữ kín như bưng, chẳng qua chính là để bảo vệ cho bộ mặt của mấy thế gia cùng thời mà thôi. Mà người đời sau sao có thể biết được sự thâm độc của bọn họ? Dù là huyết tộc chúng tôi cũng không biết xấu hổ mà làm bạn với bọn họ. Luôn miệng nói nhân nghĩa rồi nhân tâm, nói trắng ra thì chính là không muốn quốc gia có pháp trị, bởi vì pháp trị sẽ giới hạn quyền lợi của bọn họ, sẽ ngăn cản bọn họ không từ thủ đoạn tranh đoạt lấy trái tim rồng. Từng câu từng chữ của Lục Tiểu Thiến đều khiến cho người ta chẳng thể nào phản bác, ngay cả Lý Chính Đạo cũng bất lực thở dài không thôi. Thấy Tiêu Chính Văn và Lý Chính Đạo trầm mặc không nói, Lục Tiểu Thiến lại tiếp lời, vậy nên chắc là bây giờ anh Tiêu cũng đã hiểu rồi nhỉ. Thế lực của nhà họ Khổng lớn tới độ nào, dù ở vùng ngoài lãnh thổ thì bọn họ cũng là ông trùm một phương. Nếu như anh Tiêu không hy vọng nhìn thấy Hoa Quốc máu chảy thành sông trong tương lai không xa sắp tới, chỉ bằng suy xét liên thủ với huyết tộc chúng tôi cũng hận mấy kẻ nho hạ lưu bị ổi kia tới tận xương tủy. Tiêu Chính Văn nghe vậy thì ngẩng đầu lên, trầm mặc nhìn Lục Tiểu Thiến. Dù là những ẩn tình mà Chu Hạo Nhiên hay là Lục Tiểu Thiến tiết lộ với anh, ngay cả trong Thiên Sơn Thư Lục cũng không hề ghi chép. Bảo Tiêu Chính Văn tiếp nhận những sự thực này ngay lập tức, ít nhiều cũng có phần hơi khó khăn. Dù gì huyết tộc cũng chẳng có lòng dạ tốt đẹp gì. Thật ra mục đích của mọi người đều hoàn toàn giống nhau di tích Long tộc. Anh Tiêu, bối cảnh của người nhà họ Khổng quả thực không hề đơn giản, dù ở vùng ngoài lãnh thổ thì nhà họ Khổng cũng là một thế gia lâu đời đã tồn tại mấy nghìn năm. Ban đầu, nhà họ Khổng từng bị thế lực lớn một phương liên thủ tiêu diệt, thế nhưng điều bất ngờ chính là chưa tới 100 năm, bên bị tiêu diệt ngược lại chính là thế lực lớn một phương, mà thế lực nhà họ Khổng lại càng bước lên thêm một tầng cao kể từ khi đó. Lý Chính Đạo cũng đứng bên cạnh giải thích. Bí mật cả nghìn năm nay bị tiết lộ, trong lòng Tiêu Chính Văn lại không chấn động lắm, chỉ là nó khiến anh cảm nhận được cục diện trước mắt càng thêm phức tạp và khó bề phân biệt. Chuyện này đã không còn là sự tranh đua giữa hai thế lực lớn nữa mà là cuộc đấu võ giữa các thế lực của rất nhiều bên. Anh Tiêu, những bí mật cả nghìn năm nay này không phải ai cũng có thể biết được, thành ý của huyết tộc chúng tôi đã phơi bày ra trước mắt rồi, anh Tiêu sẽ quyết định như thế nào đây? Lục Tiểu Thiến nói rồi nhìn về phía Tiêu Chính Văn nãy giờ vẫn trầm mặc không nói. Đã nói tới mức này rồi, Tiêu Chính Văn cũng nên cho huyết tộc của cô ta một câu trả lời hài lòng. Người nhà họ Khổng có thế lực lớn, thế nhưng tôi tin rằng Hoa Quốc của bây giờ không thiếu những chiến sĩ yêu nước. Lại nói,
thực ra ân oán giữa nhà họ Lục mấy người với nhà họ Chu đã có từ lâu rồi. Chu Bột đã chết, nhà họ Chu bây giờ cũng chẳng biết đang ở nơi đâu, thậm chí thế lực của nhà họ Chu ở vùng ngoài lãnh thổ cũng bị nhà họ Lục mấy người dẹp tan, mấy người sao phải đuổi cùng giết tận như thế. Tiêu Chính Văn nhíu mày lên tiếng, ý tứ bên trong đã rất rõ ràng rồi. Dù là nhà họ Lý hay là nhà họ Chu thì Tiêu Chính Văn cũng phải bảo vệ. Anh Tiêu, năm đó nhà họ Lục chúng tôi bị Chu Bột chém giết, nếu như không phải cụ tổ nhà chúng tôi trốn vào mật đạo thì e rằng nhà họ Lục chúng tôi đã bị ông ta giết sạch rồi. Bây giờ, nhà họ Lục chúng tôi phục thù, đương nhiên cũng phải làm cho ra nhẽ. Lục Tiểu Thiến trầm mặt, lạnh lùng nói. Mấy nghìn năm nay, người nhà họ Chu vẫn luôn sám hối vì chuyện này, hơn nữa, bọn họ cũng chưa từng làm ra bất cứ chuyện gì không có tính người. Cô bảo tôi có thể đáp ứng điều kiện này của cô như thế nào đây? Tiêu Chính Văn nhìn về phía Lục Tiểu Thiến, ánh mắt trầm tư hướng về bên trên tách trà. Cũng có thể nói, dù thế nào thì anh Tiêu cũng sẽ bảo vệ nhà họ Chu à. Vẻ mặt của Lục Tiểu Thiến càng trở nên lạnh lùng. Trong không khí đột nhiên được bao phủ bởi một tầng khí tức căng thẳng, ngay cả nhiệt độ xung quanh cũng hạ tới cực điểm. Tôi cũng từng nói rồi, Hoa Quốc chúng tôi có luật pháp của mình. Người vô tội thì không thể tùy ý chém giết. Tiêu Chính Văn nói rồi đặt tách trà trong tay xuống, ánh mắt lạnh lùng y như thế cũng hướng về phía Lục Tiểu Thiến. Anh Tiêu, tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn chưa nói rõ lắm, huyết tộc chúng tôi có lẽ là đồng minh đáng tin duy nhất của anh Tiêu, hoặc cũng có thể nói là của thiên tử. Anh Tiêu là người thông minh, anh cảm thấy vì nhà họ Chu mà đắc tội với huyết tộc chúng tôi thì có đáng hay không? Và lại, anh Tiêu cho rằng lần này huyết tộc chúng tôi trở về thế tục. Lẽ nào thật sự không có cao thủ trấn giữ hay sao? Ngay cả một cô gái như tôi cũng có thực lực nhân vương cấp 3, anh Tiêu cũng biết tôi chỉ là một kẻ tay sai trong huyết tộc chúng tôi mà thôi, mà những người tới trấn giữ lần này đều là bá tước của huyết tộc. Trong lời nói của Lục Tiểu Thiến đã mang theo ý uy hiếp. Bá tước huyết sát, bá tước huyết ảnh, bá tước huyết vực, tôi đoán ông Lý cũng đã từng nghe nói tới ba cái tên này rồi. Ba nhân vật lớn này từng càn quét vô số tông môn lớn ở vùng ngoài lãnh thổ, hơn nữa đều có thực lực ở cảnh giới nhân vương cấp 4, thế nhưng bọn họ cũng chỉ là một góc nhỏ của huyết tộc chúng tôi. Anh Tiêu thật sự muốn đối địch với huyết tộc lớn mạnh như thế sao? Lục Tiểu Thiến không kiêng nể gì mà công khai uy hiếp. Cô Lục, sao lại phải làm tổn thương hòa khí? Việc liên thủ với huyết tộc dẫu sao cũng chẳng phải chuyện nhỏ, chúng tôi cũng cần trở về thương lượng thêm mới có thể trả lời cô được. Lý Chính Đạo vội vàng đứng dậy giải vây, lúc Lục Tiểu Thiến nói ra những lời ban nãy, cụ ta đã cảm nhận được mấy luồng sát khí hết sức đáng sợ dần khóa chặt lấy căn phòng này. Chiến lực của Tiêu Chính Văn hết sức khủng bố, thế nhưng thế lực các phương hiện tại lại khó bề phân biệt, tùy tiện khai chiến với huyết tộc tuyệt đối không phải một lựa chọn thông minh. Được rồi, nếu như ông Lý đã nói như vậy, thế thì tôi lại đợi thêm vài ngày, có điều hy vọng anh Tiêu đừng khăng khăng làm theo ý mình. Lục Tiểu Thiến nói xong liền đứng dậy chuẩn bị lên tiếng đuổi Tiêu Chính Văn và Lý Chính Đạo. Ông Lý, chúng ta trở về thôi. Tiêu Chính Văn đứng dậy rồi bình thản nói với Lý Chính Đạo. Tiêu Chính Văn hoàn toàn không hề bận tâm tới mấy lời uy hiếp của Lục Tiểu Thiến, thế nhưng dẫu sao thì cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ, Tiêu Chính Văn cũng không vội so đo với cô ta. Đưa mắt nhìn theo bóng lưng hai người Tiêu Chính Văn và Lý Chính Đạo rời đi. Lục Tiểu Thiến thậm chí còn chẳng nói nhiều hơn nửa chữ. Mãi tới khi Tiêu Chính Văn và Lý Chính Đạo đi xa, một bóng người màu đen mới đột nhiên xuất hiện sau lưng Lục Tiểu Thiến. Người đàn ông mặc đồ đen đó có ánh mắt lạnh tanh, sát khí bừng bừng khắp người, từ xa nhìn lại giống như một sát thần vậy. Thưa cô, sao ban nãy cô không để cho tôi giữ Tiêu Chính Văn lại? Người đàn ông mặc đồ đen lên tiếng hỏi bằng chất giọng trầm khàn. Cậu cho rằng cậu giữ được anh ta sao? Ánh mắt của Lục Tiểu Thiến chuyển về phía người đàn ông mặc đồ đen đó. Dù thuộc hạ không thể giữ anh ta lại, thế nhưng với thân phận của cô, những đại nhân khác cũng sẽ ra tay, dù Tiêu Chính Văn có thực lực ngất trời thì cũng chẳng thể là đối thủ của chúng ta. Huống hồ gì không chỉ có chúng ta muốn giết anh ta. Người đàn ông mặc đồ đen nói với vẻ không cam tâm. Thật ra Lục Tiểu Thiến ban nãy cũng vẫn chưa để lộ chân tướng với Tiêu Chính Văn, ba bá tước của huyết tộc đó quả thực không tầm thường, thế nhưng cũng chưa hẳn là toàn bộ con át chủ bài của cô ta. Ở bên trong huyết tộc, bá tước chỉ là cấp bậc rất thấp, ông lớn của huyết tộc trấn giữ thế tộc thật sự lần này đường đường là một hầu tước.
thực lực đã ở trên ngưỡng nhân vương cấp 5 từ lâu. Ba bá tước cộng thêm một hầu tước, dù Tiêu Chính Văn có mọc thêm cánh thì cũng đừng hòng sống sót rời đi. Lý Chính Đạo sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu Tiêu Chính Văn mà lật mặt với nhà họ Lý thì sẽ ảnh hưởng tới cục diện của huyết tộc chúng ta ở thế tục. Lục Tiểu Thiến trầm giọng nói. Nhà họ Lý, với thế lực của nhà họ Lục thì vẫn chưa tới lượt nhà họ Lý ông ta lo chuyện bao đồng. Người đàn ông mặc đồ đen bất bình lên tiếng. Thực lực của nhà họ Lục đâu phải là thứ mà nhà họ Lý có thể so bì nổi. Không chỉ ở trong huyết tộc có vai trò hết sức quan trọng, dù là một số thế gia lâu đời ở Hoa Quốc cũng phải nể mặt nhà họ Lục bọn họ mấy phần. Cậu nghĩ quá đơn giản rồi. Lục Tiểu Thiến khẽ lắc đầu nói. Cô chủ, thật ra người này cũng chỉ ở cảnh giới nhâm vương cấp 2 mà thôi, giết anh ta thậm chí còn chẳng cần tới hầu tước xuất hiện. Người đàn ông mặc đồ đen nói với vẻ hết sức tự tin. Hắn chính là một cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 4, giết một kẻ yếu còn kém hơn mình hai bậc cảnh giới không phải chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Huyết sát, lẽ nào cậu cho rằng tôi thật sự vì sợ anh ta hay sao? Ở trong mắt tôi, anh ta chỉ là một quân cờ, giữ anh ta lại vì có lẽ sau này vẫn còn cần dùng tới. Thời buổi loạn lạc, kích động sẽ khiến cho bản thân rơi vào thế bị động ngay lập tức. Lục Tiểu Thiến hừ một tiếng, khinh thường nói. Dù gì cô ta cũng là nhân vật số 2 của nhà họ Lục, những thứ tiếp xúc hàng ngày cũng đều là chiêu trò của một số thế gia. Dù là tầm nhìn hay tâm cơ thì cũng vượt xa so với thiên tử. Ở trong mắt cô ta, Tiêu Chính Văn rõ ràng chỉ giống như con kiến, dù là như vậy, cô ta vẫn đối đãi lịch sự với Tiêu Chính Văn, từ điểm này có thể thấy được lòng dạ cô ta thâm sâu tới độ nào. Cô chủ, ý của cô là, thiên đạo minh ước đang tìm anh ta. Người đứng sau lưng lâu đài Vexai tương lai cũng sẽ trở thành kẻ địch của anh ta. Thế tử nhà họ Khổng lại còn chết trong tay anh ta, cậu nói xem, giá trị của anh ta lớn tới độ nào. Lục Tiểu Thiến lạnh lùng cười vài tiếng, trong mắt cũng lóe lên tia sáng. Ôi, huyết sát không khỏi thất kinh, một mình Tiêu Chính Văn lại đắc tội với nhiều thế lực lớn như vậy sao? Thậm chí ngay cả thiên đạo minh ước cũng là kẻ địch của anh. Nếu như Tiêu Chính Văn thật sự như những gì Lục Tiểu Thiến nói, vậy thì sau lưng Tiêu Chính Văn không thể không có thế lực lớn chống lưng cho, nếu không thì sao có thể sống sót tới hiện tại. Mà ở một bên khác, Tiêu Chính Văn vừa mới bước ra khỏi lầu Vọng Nguyệt, trước cửa đã có biển người chờ sẵn. Vô số ống kính camera đang điên cuồng chụp Tiêu Chính Văn, còn có không ít phóng viên đang nói gì đó vào trong micro. Khoảng không bên trên đám người có một nam thanh niên mặc đồ cổ trang đang khoanh tay liếc nhìn xuống mấy người Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, cuối cùng thì anh cũng chịu xuất hiện rồi. Nam thanh niên nhếch miệng cười, trong ngữ điệu đầy vẻ ngạo mạn. Gã chính là thế tử Ngụy Nguyên Cát của nhà họ Ngụy. Lúc này, các kênh truyền thông lớn của Hoa Quốc đều đang phát trực tiếp trận đại chiến kinh thiên sắp sửa bộc phát. Mà trên mạng cũng đang đua nhau bàn tán sôi nổi về kết cục cuối cùng của trận chiến giữa Ngụy Nguyên Cát và Tiêu Chính Văn. Dựa vào anh mà cũng dám đưa người tới Vi Hào. Thật sự không ngờ nước Vi Hào của khi trước đã đi tới bước đường này rồi. Nói rồi, Ngụy Nguyên Cát tiến lên trước một bước, chắn ngang trước mặt Tiêu Chính Văn. Tránh ra, anh chắn đường của bản vương rồi. Tiêu Chính Văn nói với vẻ mặt không chút cảm xúc. Cái gì, anh có biết tôi là ai không? Còn dám ăn nói điên cuồng như vậy ở trước mặt tôi. Sắc mặt của Ngụy Nguyên Cát đột nhiên trở nên u ám. Xin lỗi nhé, không hứng thú để biết, làm ơn nhường đường. Tiêu Chính Văn nói với giọng bình tĩnh. Thế nhưng câu nói tưởng như bình thản không có gì kỳ lạ này lại làm tổn thương nghiêm trọng tới lòng tự tôn của Ngụy Nguyên Cát. Dù gì các kênh truyền thông nổi tiếng trên cả nước đều đang có mặt, mấy chục máy quay đều đang phát trực tiếp. Nhất cử nhất động của gã và Tiêu Chính Văn gần như đều được phát tới cả nước cùng một lúc, mà những lời ban nãy của Tiêu Chính Văn rõ ràng là đang khinh thường gã. Hừ, quả nhiên là ngông cuồng, chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ khiến cho anh hiểu ra rằng anh sẽ phải trả một cái giá mà anh căn bản chẳng thể chịu đựng nổi vì sự ngông cuồng của bản thân mình. Ngụy Nguyên cắt nghiến răng, trợn trừng mắt gầm lên. Tôi nói này anh phiền phức quá đấy, tránh ra. Tôi tiết kiệm thời gian. Tiêu Chính Văn cực kỳ thiếu nhẫn nại nhíu mày nói. Cái gì, anh tiết kiệm thời gian? Lời này vừa thốt ra, Ngụy Nguyên Cát tức tới độ mặt mày trắng bệch, cơ thể giống như đang run lên. Đương nhiên, gã run không phải vì sợ mà là vì tức giận. Tiêu Chính Văn, nếu như cậu đã không có gan nhận chiến thư của tôi,
gặp thế tử thì tốt nhất nên khách khí một chút. Hơn nữa cậu cho rằng không nhận chiến thư của tôi thì có thể thoát được một kiếp nạn hay sao? Ngụy Nguyên Cát vừa nói dứt lời, khí tức khắp người đột nhiên dâng cao, thực lực ở cảnh giới nhân vương cấp 2 lộ ra rất rõ. Tôi thật sự rất bận, không có thời gian để chơi nhà tròi với anh. Tiêu Chính Văn mặt không cảm xúc nhìn về phía Ngụy Nguyên Cát, nói. Không có thời gian, anh nói với tôi anh không có thời gian. Đúng thật là nực cười, sợ thì nói là sợ, chỉ cần anh quỳ xuống trước mặt tôi thừa nhận là thuộc hạ bại tướng của thế tử tôi, ngày hôm nay tôi sẽ tha cho anh một con đường sống. Nếu không thì thế tử tôi sẽ cho anh sáng mắt ra. Ngụy Nguyên Cát cười lạnh lùng, siết chặt tay thành nắm đấm nói. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lý Chính Đạo nhíu mày đi tới trước mặt Tiêu Chính Văn, nói cậu Tiêu, cậu ta chính là thế tử Ngụy Nguyên Cát của nhà họ Ngụy, theo tôi thấy, nếu như hôm nay cậu không ra tay thì e rằng cậu ta sẽ không để yên đâu. Lý Chính Đạo vừa nói hết câu, người dân hóng chuyện xung quanh cũng đồng loạt hô lên với Tiêu Chính Văn, xin vua Bắc Lương hãy giết chết tên giặc này. Đúng, giết chết hắn, cái tên Ngụy Nguyên Cát này có là cái thá gì? Vừa mới từ vùng ngoài lãnh thổ trở về đã khiêu chiến với vua Bắc Lương, hắn chính là một tên hề nhảy nhót, xin vua Bắc Lương giết chết tên này để chấn chỉnh quốc cương. Liếc mắt nhìn đám người đang gào lên, Ngụy Nguyên Cát cười khẩy, nói, hừ. Dựa vào anh ta mà cũng dám giao đấu với thế tử tôi. Mấy người cũng đề cao anh ta quá rồi đấy. Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày quan sát Ngụy Nguyên Cát đang hống hách nghênh ngang kia, nói, anh thật sự muốn ra tay với tôi à? Ra tay, anh đánh giá quá cao bản thân mình rồi đấy, thế tử tôi chỉ là đến dạy dỗ anh mà thôi. Ngụy Nguyên Cát nhếch miệng cười rồi tiến lên phía trước. Chỉ là gã chưa kịp lại gần Tiêu Chính Văn, một tiếng gầm phẫn nộ đã vang lên bên trên lầu Vọng Nguyệt. Anh không đủ tư cách để đấu với Long Vương. Vừa dứt lời, khí tức của cảnh giới nhân vương cấp 2 phóng thẳng lên trời. Cùng với khí tức mạnh mẽ tỏa ra, giọng nói này gần như cùng lúc vang lên khắp đất nước. Một bóng người hiên ngang trên bầu trời, chân đạp luồng sáng, khí thể bao phủ cả bầu trời. Ngay cả Ngụy Nguyên Cát cũng kinh hãi trước khí tức này mà phải lùi lại một bước. Khí tức này không hề yếu hơn bất kỳ vị thế tử nào. Hơn nữa, chủ nhân của khí tức này trông còn kỳ dị hơn. Bởi vì dung mạo của người trước mắt hoàn toàn không tương thích với khí chất dữ tợn của anh ta. Trong giới thế tục Hoa Quốc, xuất hiện một vị cao thủ cảnh giới nhân vương mạnh mẽ như vậy từ khi nào thế? Hơn nữa, Ngụy Nguyên Cát dám chắc chắn rằng đối phương không phải là thế tử của gia tộc nào đó ở vùng ngoài lãnh thổ. Khuôn mặt của cậu ta quá tầm thường. Người anh em này là, Ngụy Nguyên Cát nở nụ cười ngượng ngùng. Tôi là Long Hình, một trong tứ đại Long Tôn của Long Vương. Long Hình vô cảm đáp lại, từ đầu đến cuối, trong mắt chỉ có sự thờ ơ và khinh thường. Chỉ dựa vào anh mà cũng dám thách đấu với vua Bắc Lương của Hoa Quốc sao? Lúc Ngụy Nguyên Cát còn đang kinh ngạc, một giọng nói oai phong khác lại truyền đến. Long Nguyệt đạp sóng nước đến, đôi mắt đẹp tràn đầy sát khí nhìn Ngụy Nguyên Cát. Sự xuất hiện của Long Nguyệt khiến Ngụy Nguyên Cát càng thêm kinh ngạc. Giờ phút này, không chỉ Long Hình đã đạt tới cảnh giới nhân vương cấp 2, mà ngay cả Long Nguyệt cũng đã đột phá đến đỉnh cao của nhân vương cấp 2. Sự xuất hiện của hai cao thủ đỉnh cao cảnh giới nhân vương cấp 2 đã vượt quá dự liệu của Ngụy Nguyên Cát. Thực ra không chỉ bọn họ kinh ngạc, mà ngay cả Tiêu Chính Văn cũng hơi nhíu mày. Cho đến khi cảm nhận được khí tức của vận khí, Tiêu Chính Văn mới khẽ gật đầu. Chẳng trách đám thế tử kia lại muốn có được vận khí Âu Lục đến vậy. Long Hình và Long Nguyệt lần lượt đột phá trong mấy tiếng đồng hồ, ngay cả Tiêu Chính Văn cũng khó làm được điều này. Những người dân Hoa Quốc đang xem trận đấu giữa Tiêu Chính Văn và Ngụy Nguyên Cát trước TV đều há hốc mồm. Sao Hoa Quốc chúng ta lại đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ đến vậy? Hừ, tôi muốn xem thử lần này tên họ Ngụy kia sẽ xử lý thế nào đây? Những người dân Hoa Quốc đang lo lắng trước đó đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Không cần biết Long Hình và Long Nguyệt có lai lịch thế nào, nhưng từ giọng điệu của bọn họ có thể thấy, bọn họ đều đứng về phía Tiêu Chính Văn. Chẳng phải anh vừa nói muốn đấu với Long Vương sao? Trận này, tôi sẽ thay Long Vương tiếp anh. Giọng điệu của Long Hình tràn đầy sát khí. Hừ, hai người các cậu thật sự khiến tôi rất bất ngờ. Nhưng các cậu cũng chỉ là nhân vương cấp 2 mà thôi, bản thế tử cũng là nhân vương cấp 2, các cậu nghĩ có cơ hội thắng sao? Cho dù hai người các cậu cùng ra tay,
thì bản thế tử cũng, gã còn chưa kịp nói hết lời, Long Hình đã bắt đầu ra tay. Vai của Long Hình vụt qua, một bóng đen dài xuất hiện sau lưng anh ta. Một giây tiếp theo, Long Hình đã xuất hiện trước mặt Ngụy Nguyên Cát như dịch chuyển tức thời, đánh một cú khí quán trường hồng. Sức mạnh của cú đánh này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn có tiếng nổ ra trong không khí. Nhìn thấy cú đánh của Long Hình đang đập về phía mình với uy lực mạnh mẽ, Ngụy Nguyên Cát chỉ cười chế nhạo. Dù sao gã cũng là thế tử, gần như vô địch so với cao thủ cùng đẳng cấp. Chỉ cần đối phương không phải thần thánh thì gã tự tin mình có thể thắng. Cú đánh yếu ớt này mà cũng muốn đánh người sao? Thật nực cười, Ngụy Nguyên Cát nói xong cũng nhẹ nhàng múa quyền, đối mặt với cú đấm của Long Hình. Bùm, một giây sau, hai cú đấm va chạm, tạo ra một luồng ánh sáng trắng bùng nổ trong không trung. Đồng thời, làn khí mạnh mẽ chia cắt mặt đất thành một khe núi có độ sâu 100 mét. Rắc, ngay sau đó, một tiếng xương gãy vụn vang lên. Ngụy Nguyên Cát lăn ngược ra sau, một cách tay của gã đã gãy. Dầm, ngay khi cơ thể Ngụy Nguyên Cát lăn ra phía sau, Long Nguyệt khẽ nâng bàn tay lên, ấn mạnh vào hư không. Bùm, một gợn sóng to lớn khẽ trào trong không khí, trong giây tiếp theo, một hình bóng có kích thước bằng sân bóng bay lên, bao phủ đỉnh đầu Ngụy Nguyên Cát. Xuất thân là thế tử, gã lập tức linh cảm được điều không hay, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên không trung. Trong nháy mắt, tim gã co rút mãnh liệt, vội vàng tránh né đòn của Long Nguyệt. Nhưng tốc độ của đòn đánh này quá nhanh, Ngụy Nguyên Cát còn chưa kịp tránh né thì đã bị cú đánh đập mạnh vào lưng. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, Ngụy Nguyên Cát phun ra một ngụm máu. Còn chưa kịp định thần lại thì Long Hình đã bước lên, dùng một chân dẫm lên mặt Ngụy Nguyên Cát. Những điều này kể rất chậm, nhưng chỉ xảy ra trong chớp nhoáng, cả quá trình thậm chí còn chưa đầy một giây. Khiêu chiến với Long Vương, thật nực cười, vừa nói. Long Hình vừa giơ chân lên đá vào bụng dưới của Ngụy Nguyên Cát, khiến gã lăn đến chân Tiêu Chính Văn. Cho tới lúc này, Ngụy Nguyên Cát vẫn chưa định thần lại. Long Hình và Long Nguyệt thật mạnh mẽ. Ngay cả Ngụy Nguyên Cát luôn kiêu ngạo cũng bị đánh bại. Lý Chính Đạo nhìn thấy cảnh này cũng hít sâu một hơi. Mới một ngày trước, Long Hình và Long Nguyệt còn ngang bằng với thế tử Nhân Vương cấp 1. Vậy mà bây giờ Nhân Vương cấp 2 như Ngụy Nguyên Cát cũng bị đánh bại dưới tay bọn họ như đứa trẻ 3 tuổi. Ngụy Nguyên Cát là thế tử nhà họ Ngụy, ngay cả cao thủ cùng cảnh giới với Ngụy Nguyên Quốc trong năm đại danh sơn đều phải sợ gã vài phần. Vậy mà lúc này lại bị đánh đến mức nôn ra máu và suýt mất mạng. Điều này khiến Lý Chính Đạo vô cùng kinh ngạc. Một lúc sau, Ngụy Nguyên Cát mới cố gắng chịu đựng để đứng dậy. Nhưng gã còn chưa kịp bình tĩnh lại thì giọng nói lạnh lùng của Long Hình lại từ phía sau truyền đến, chẳng phải anh muốn đánh sao? Nào lên đi, sắc mặt Ngụy Nguyên Cát vô cùng dữ tợn, gã tức giận chỉ vào Long Hình, cậu, gã còn chưa kịp nói xong, trong khoảng không trước mắt lại xuất hiện gợn sóng lớn. Bùm, một tiếng nổ lớn vang lên, cả người Ngụy Nguyên Cát lại bay lên rồi văng ra xa hơn 20 mét, trượt trên mặt đất gần 100 mét mới dừng lại. Phụt! Gã lại phun ra một ngụm máu tươi. Cậu, các cậu, Ngụy Nguyên Cát nắm chặt hai tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, máu chảy ròng ròng. Giờ phút này, gã đã căm phẫn đến cực điểm, chẳng còn phong thái trước đây nữa. Áo choàng trắng trên người dính đầy màu, búi tóc gọn gàng trước kia giờ đã xộc xệch, trên quần áo có vài lỗ thủng lớn, trông giống như một kẻ ăn mày. Điều khủng khiếp nhất là có mấy chục chiếc máy quay đang chĩa vào gã. Rất nhiều phóng viên đang cầm micro và chế nhạo gã. Gã không chỉ bị thương về thể xác mà còn bị giáng một đòn nặng nề vào tâm trí. Gã là thế tử nhà họ Ngụy, trước đây còn kiêu ngạo khiêu chiến với Tiêu Chính Văn. Kết quả thì sao? Kết quả là lại bị hai tên thuộc hạ của Tiêu Chính Văn đánh bại. Đối phương đã tàn nhẫn bóp chết gã trước mặt người dân cả nước. Các người, thật đáng chết. Ngụy Nguyên cắt nghiến răng đứng lên. Một cỗ sát khí mãnh liệt từ dưới chân tỏa ra. Bụp, Ngụy Nguyên Cát chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó một cái tát mạnh tát vào mặt gã, đánh gãy một cái răng cửa của gã. Chẳng phải anh ngông cuồng lắm sao? Nào, ra tay đi. Long Hình gầm lớn như tiếng sấm, khiến cơ thể Ngụy Nguyên Cát run rẩy. Lúc này, mặt gã đỏ bừng, nhưng không nói được lời nào. Chênh lệch về sức mạnh quá lớn khiến gã thậm chí không còn sức để chống trả.
Cho tới bây giờ, Ngụy Nguyên Quốc mới cảm thấy hối hận vì đã không nghe lời ông lão một tay. Dựa vào anh mà cũng xứng gửi thư thách đấu với Long Vương sao? Đừng nói là anh, cho dù là Chu Thụy Chân nhìn thấy Long Vương cũng phải kính nể. Nghe xong câu này, Ngụy Nguyên Cát vô cùng kinh ngạc. Cái gì, Chu Thụy Chân, hai người trẻ tuổi trước mắt sao có thể biết được cái tên Chu Thụy Chân? Lẽ nào, trong đầu Ngụy Nguyên Cát lập tức xẹt qua một ý nghĩ kinh khủng. Long Hình và Long Nguyệt là thế hệ trẻ đã giết hơn 100 vị thế tử trong thánh vực. Chẳng lẽ là Tiêu Chính Văn chính là kẻ sát nhân trong lời đồn? Mặt Ngụy Nguyên Cát cắt không chút máu, thất thanh nói. Giọng nói của gã chẳng khác nào sấm sét nổ vang trên bầu trời quảng trường trước lầu Vọng Nguyệt. Gã vừa dứt lời, gần như tất cả các máy quay đều đồng loạt quay về phía Tiêu Chính Văn. Tin tức này thật sự sẽ chấn động thế giới. Mọi người nín thở nhìn Tiêu Chính Văn cùng đám người Long Nguyệt. Ngay cả Lục Tiểu Thiến đứng bên cạnh hóng chuyện cũng lộ ra vẻ kinh hoàng. Cô ta chưa không thể ngờ Tiêu Chính Văn chính là nhân vật truyền kỳ vô cùng can đảm ấy. Tất cả mọi người đều im lặng tới 5 phút. Ngay sau đó, cả nước bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện này. Trời ạ, Tiêu Chính Văn chính là kẻ sát nhân, cậu ta ăn gan hùm rồi sao? Đã giết hơn 100 vị thế tử của các thế gia khác nhau, từng ấy không phải chỉ có thế gia của Hoa Quốc đâu. Tôi nghe nói rằng hàng chục thế tử của lâu đài Versailles đã mất mạng trong cùng một ngày. Có vẻ như chỉ có một mình Chu Thụy Chân sống sót. Nhất thời cả năm đại danh sơn và các môn phái trong võ tông đều đồng loạt xôn xao lên. Coi như anh có mắt. Chỉ dựa vào anh mà cũng dám khiêu chiến với kẻ sát nhân. Ai cho anh cái gan và sự tự tin đó? Long Hình lạnh giọng nói. Lúc này, sát khí của anh ta càng thêm hừng hực. Cổ họng Ngụy Nguyên Cát khẽ động nuốt một ngụm nước bọt. Gã vẫn tự biết, chỉ dựa vào gã thậm chí còn không xứng làm người luyện đấu cùng kẻ sát nhân, nào dám khiêu chiến. Không phải anh nói Long Vương không dám đấu với anh một trận sao? Đừng nói là anh, đến cả thiên hành của thánh vực, cũng không phải là đối thủ của Long Vương. Lời nói của Long Nguyệt vừa dứt, dọa Ngụy Nguyên Cát sợ đến rùng mình. Lúc này, gã mới hiểu ra vừa rồi Tiêu Chính Văn thật sự không lừa gã. Người ta thật sự đang vội, không muốn ra tay với gã. Tiêu Chính Văn không đủ tư cách để đấu với gã. Ngược lại người thật sự không có tư cách chính là gã. Bộp, Long Hình lại vung tay tát một cái vào mặt Ngụy Nguyên Cát, nhưng lần này, gã thậm chí không có dũng khí nhìn Long Hình một cái. Mấy phóng viên này chắc là đều do anh tìm đến, đúng không? Vậy bây giờ anh ở trước mặt những người phóng viên này nói cho tôi biết, Long Vương có cần phải trốn anh không? Long Hình chỉ vào chiếc máy quay phim đằng xa, đằng đằng sát khí hỏi. Hai cái tát liên tiếp đã in trên mặt Ngụy Nguyên Cát hai dấu tay vô cùng rõ ràng. Hai cái tát này không chỉ giáng vào mặt Ngụy Nguyên Cát, mà là đánh vào mặt toàn bộ nhà họ Ngụy. Gã không những không hoàn thành nhiệm vụ mà nhà Ngụy giao cho, ngược lại còn làm cho nhà Ngụy mất mặt. Giờ phút này, lửa giận của Ngụy Nguyên Cát đã bùng nổ. Gã chưa kịp mở miệng thì Long Hình lại tát gã ngã xuống đất rồi dùng chân dẫm lên mặt gã. Thục một tiếng, khuôn mặt của Ngụy Nguyên Cát bị Long Hình dẫm đến biến dạng. Nói cho tôi biết, Long Vương có phải trốn anh không? Vừa nói, anh ta vừa hung hăng đá vào mặt Ngụy Nguyên Cát thêm cái nữa. Lúc này Ngụy Nguyên Cát chẳng khác nào một con chó chết, cuộn tròn trên mặt đất bị Long Hình đá đi đá lại, làm gì còn chút tôn nghiêm nào. Là do tôi không biết tự lượng sức mình. Là tôi không biết trời cao đất dày. Ngụy Nguyên Cát nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, nước mắt tức giận của gã đảo quanh trong hốc mắt. Nhưng đối mặt với Long Hình và Long Nguyệt, gã hoàn toàn không dám phản kháng. Bởi vì, gã đã cảm nhận được hơi thở của tử thần rồi, nếu tiếp tục đối đầu thì gã nhất định sẽ chết. Đường đường là thế tử lại sợ hãi như vậy sao? Trước đây, tôi còn cho rằng mấy tên thế tử của thế gia vùng ngoài lãnh thổ đều có ý chí mạnh mẽ cơ. Ầm ĩ hồi lâu, hóa ra là đều là kẻ yếu đuối. Nếu tôi là anh thì đã tự đâm đầu vào nước tiểu của mình mà chết cho rồi. Tránh làm mất mặt nhà họ Ngụy trước toàn thể bàn dân thiên hạ. Lời nói của Long Hình chói tai đến mức Ngụy Nguyên Cát đã lập tức sụp đổ ngay tại chỗ. Ngay cả Lý Chính Đạo đứng bên cạnh cũng không giấu được sự giận dữ trên mặt. Dù gì thì cụ ta cũng là thế tử. Ngụy Nguyên Cát đã dùng tay áo che mặt. Lúc này gã làm sao còn có mặt mũi nhìn người khác. Gã không chỉ là thua mà đến cả một chiêu cũng không đỡ được. Giờ phút này,
Tất cả mọi người đều im lặng tới mức cây kim rơi cũng có thể nghe rõ mồn một, cho dù là người nhà họ Ngụy hay là người nhà họ Lục đều không dám nói thêm câu nào. Đến cả mấy vị long tôn của Điện Thần Long cũng có thể đè bẹp thế tử cảnh giới nhân vương cấp 2 như Ngụy Nguyên Cát đến mức không ngóc đầu dậy được, vậy sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn mạnh đến mức nào? Hãy nhớ kỹ những lời tôi đã nói, bất luận anh có thân phận như thế nào cũng đừng phá vỡ pháp luật của giới thế tục, đặc biệt là luật pháp thiêng liêng không thể mạo phạm của Hoa Quốc, nếu không, cả nhà họ Ngụy cũng không cứu nổi anh đâu. Nói xong, Tiêu Chính Văn dẫm vào mặt Ngụy Nguyên Cát rồi bước qua người gã ta. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chính Văn còn không thèm nhìn Ngụy Nguyên Cát. Nhìn thấy bóng lưng rời đi của Tiêu Chính Văn, Ngụy Nguyên Cát chỉ có thể cười khan hai tiếng. Tiêu Chính Văn chính là người coi thường hàng trăm thế gia, là người đã tắm máu thánh vực, nhà họ Ngụy bọn họ ở trước mặt anh thì là cái thá gì. Người ta chưa từng coi trọng nhà họ Ngụy cũng như một thế tử như gã, từ đầu đến cuối chỉ có mình gã là một con hề diễn trò nực cười mà thôi. Nhìn thấy đám người Tiêu Chính Văn đã bước đi xa, Lục Tiểu Thiến nghiêm nghị nói, tên Tiêu Chính Văn này quả nhiên không đơn giản. Không ngờ anh ta lại có gan lớn đến thế, dám giết cả trăm thế tử. Mặc dù nói bây giờ thánh vực đã hoàn toàn đóng lại các cửa ra vào, nhưng thông tin này lại vô cùng đáng tin. Bởi vì hơn 100 thế gia vùng ngoài lãnh thổ đều mất đi liên lạc với những thế tử được cử đến giới thế tục. Lục Tiểu Thiến quay đầu lại nói với người đàn ông trung niên bên cạnh, thấy rồi chứ, đây là Tiêu Chính Văn bị ông coi thường đó. Ông có tự tin đấu một trận với Thiên Hành không? Người đàn ông trung niên xấu hổ cúi thấp đầu xuống, không nói thêm lời nào. Với thực lực của ông ta, đừng nói đến Thiên Thành, ngay cả đệ tử của Thiên Thành cũng có thể đánh ông ta đến mức không còn sức đánh trả. Chẳng trách vừa rồi anh ta tự tin như vậy, xem ra chuyện này vẫn còn chút phiền phức. Lục Tiểu Thiến nhìn ra phía xa xa, trầm ngâm nói. Cho tới bây giờ, mọi người mới bừng tỉnh lại, hóa ra Tiêu Chính Văn vẫn luôn là người đàn ông đứng trên đỉnh cao thiên hạ. Bất kể là linh khí trở lại hay là thế tử xuất hiện, ở trước mặt Tiêu Chính Văn cũng chẳng đáng nhắc tới. Đặc biệt là câu nói cuối cùng của Tiêu Chính Văn khiến Võ Tông và năm đại danh sơn nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng trước kia. Vốn dĩ bọn họ vẫn có chút ảo tưởng rằng sau khi các thế tử của những thế gia lớn từ vùng ngoài lãnh thổ trở về, Tiêu Chính Văn sẽ bị trấn áp. Nhưng bây giờ thì sao? Chưa nói đến việc trấn áp Tiêu Chính Văn, đến tư cách giao đấu với Tiêu Chính Văn mà họ cũng không có. Đêm hôm đó, toàn bộ huyết tộc đều bàn tán xôn xao, với khí thế mạnh mẽ của Tiêu Chính Văn, cuộc đàm phán giữa bọn họ gần như đi vào bế tắc. Hơn nữa, chủ lực của huyết tộc hoàn toàn không ở thế tục. Nếu so sánh, sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn và đám người Long Nguyệt đã khiến một số cán bộ cao cấp cốt cán của huyết tộc trong giới thế tục hoàn toàn chấn động. Vào rạng sáng cùng ngày, một người đàn ông mặc áo đen bí ẩn đột nhiên đến thăm lầu Vọng Nguyệt, hơn nữa còn bàn bạc kín với Lục Tiểu Thiến cho đến khi trời sáng. Vào sáng hôm sau, một đám mây màu máu đột nhiên bao phủ toàn bộ Long Kinh, đám mây màu máu không chỉ tràn ra huyết sắc, mà còn lộ ra một luồng khí tức vô cùng đáng sợ. Cùng lúc đó, người đại diện đàm phán của bên huyết tộc cuối cùng cũng lên tiếng một lần nữa. Các điều kiện đàm phán với bên Hoa Quốc vẫn không thay đổi. Hơn nữa, trong khi giao hậu duệ của họ Lý, họ Trương, họ Chu lại phải bổ sung thêm một điều kiện vô cùng hà khắc. Ba tỉnh Tây Bắc của Hoa Quốc phải giao cho huyết tộc quản lý, coi như không gian sinh tồn của huyết tộc trong giới thế tục. Nếu Hoa Quốc từ chối điều kiện của huyết tộc, thì trong vòng 3 ngày huyết tộc sẽ tắm máu ba tỉnh Tây Bắc này. Ngay sau khi tin tức được tung ra, năm đại danh sơn hoàn toàn im lặng. Trên dưới Võ Tông không có một môn phái nào đứng dậy lên tiếng nữa. Cả nước dường như rơi vào bầu không khí hoang mang tột độ. Huyết tộc lên tiếng lần này rõ ràng đang tìm cớ gây chiến với Hoa Quốc. Một khi chiến tranh bùng nổ, sẽ không ai tin rằng huyết tộc sẽ chỉ tấn công ba tỉnh Tây Bắc. Trận chiến với huyết tộc này thậm chí có thể lan ra toàn bộ Hoa Quốc. Bất kể là năm đại danh sơn hay các môn phái khác của Võ Tông vừa mới đẩy lùi một cuộc xâm lược của huyết tộc, lúc này nguyên khí của bọn họ đã bị tổn thất nghiêm trọng, không thể tái chiến. Hơn nữa, hàng ngàn năm nay, năm đại danh sơn chưa từng cắt đứt liên lạc với vùng ngoài lãnh thổ, hơn ai hết bọn họ hiểu rõ huyết tộc đáng sợ như thế nào. Vùng ngoài lãnh thổ, chỉ có huyết tộc dám ngang nhiên gây thù kết oán với Thiên Đạo Minh Ước. Những thế lực như đến Vương Các cũng chỉ dám ngấm ngầm đối đầu với Thiên Đạo Minh Ước, không dám công khai đứng một mình một chiến tuyến.
chỉ từ điển này thôi cũng có thể thấy được huyết tộc mạnh như thế nào rồi. Ngay khi huyết tộc tung ra tin tức, hơn chục cao thủ huyết tộc đã lập tức bay qua ba tỉnh Tây Bắc ra tay tiêu diệt mấy môn phái trong khu vực này. Những môn phái bị tiêu diệt gần như không có đường kháng cự, toàn bộ trận chiến kết thúc trong vòng chưa đầy 5 phút. Sau khi quay về giới thế tục, đây là lần đầu tiên huyết tộc phái ra một lượng lớn cao thủ, phơi bày thực lực của mình ra cho người đời biết. Huyết tộc thật sự phái hơn chục vị cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 3 tiến vào giới thế tục ư. 2. Giao ra ba tỉnh Tây Bắc vẫn tốt hơn là để bọn chúng lan lửa chiến tranh ra khắp toàn bộ Hoa Quốc. Đúng vậy, cả nhà họ Lý và nhà họ Trương đều nên có trách nhiệm của riêng mình. Về phần nhà họ Chu, vốn đã là một thế gia suy tàn, không thể để nhiều người chúng ta chôn cùng họ như vậy được. Nhất thời, năm đại danh sơn và các môn phái lớn của Võ Tông đều tỏ rõ thái độ. Hiển nhiên chẳng ai muốn xảy ra xung đột trực tiếp với huyết tộc chỉ vì ba tỉnh hoang vu hẻo lánh cùng với mấy thế gia chẳng có chút quan hệ nào với họ cả. Nhà họ Trương và nhà họ Lý lúc này cũng im lặng một cách lạ thường. Về phần nhà họ Chu, vốn dĩ ở trong Võ Tông của Hoa Quốc đã không có chút địa vị nào, bây giờ càng bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Đối với người nhà họ Chu mà nói, họ hoàn toàn không có quyền lựa chọn vận mệnh của mình. Chu Hạo Nhiên chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng của mình vào Tiêu Chính Văn. Trên thực tế, ngay cả thiên tử cũng hướng sự chú ý của mình về phía Tiêu Chính Văn. Trong thiên tử các, đại trưởng lão Võ Tông và đại diện của năm đại danh sơn không ngừng thở dài. Chuyện chiều ngày hôm nay, mọi người cũng đã thấy rồi, chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của bọn chúng. Ừ, mười mấy người giết hơn 20 môn phái ở ba tỉnh Tây Bắc, cho dù chỉ là môn phái nhỏ. Nhưng sức chiến đấu này chúng ta không thể sánh kịp. Đúng vậy, hiện giờ biện pháp tốt nhất là tạm thời đáp ứng yêu cầu của bọn chúng, đợi khi các cao thủ của năm đại danh sơn trở về thế tục, chúng ta nhất định sẽ tính sổ với bọn chúng. Mọi người tôi một câu anh một câu, mục đích không gì khác chính là khuyên thiên tử giao quyền kiểm soát ba tỉnh Tây Bắc cho bọn chúng. Các vị đều cho rằng bản vương nên giao ba tỉnh Tây Bắc ra sao? Ánh mắt thiên tử lạnh lùng quét qua khuôn mặt của những người này. Đại trưởng lão nghiến răng phản đối, tôi có lời muốn nói, mong các vị đây cân nhắc. Hôm nay bọn chúng có thể dùng vũ lực ép chúng ta giao ba tỉnh Tây Bắc thì ngày mai lại có thể lấy tiếp năm tỉnh trung tâm của chúng ta, ngày kia thì sao? Chẳng lẽ chúng ta phải nhường hết vạn dặm lãnh thổ cho bọn chúng sao? Đại trưởng lão vừa dứt lời, đại diện của Thiên Sơn là ông Tần đã cười lạnh nói, đại trưởng lão, ông không thể nói như vậy, mọi người đều biết rõ thực lực của huyết tộc mà. Mấy ngày trước huyết tộc chỉ phái vài tên lính quèn đã đánh chúng ta sứt đầu mẻ trán, bây giờ mười mấy cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 3 của người ta cùng ra tay, ai có thể ngăn cản. Tục ngữ có câu, giữ được rừng xanh thì không sợ hết củi. Nhịn một chút sóng yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Ông ta vừa nói như vậy thì lập tức nhận được sự ủng hộ của những người đại diện. Đặc biệt là những môn phái lớn trong Võ Tông đều đứng về phía tán thành. Thiên tử. Theo tôi thấy hay là chờ vua Bắc Lương tới rồi bàn bạc tiếp. Tần Vũ nhìn thấy đám người Võ Tông đã sớm thông đồng với nhau, cho dù đại biểu của giới chính trị có nói như thế nào cũng hoàn toàn không thay đổi được cục diện nên mới đứng dậy đề nghị. Thiên tử nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể gật đầu, các vị thấy ý kiến của Tổng Tư lệnh Tần thế nào. Chờ Tiêu Chính Văn đến, làm sao mà như thế được, thiên tử, đối mặt với tình huống hiện giờ. Cho dù là vua Bắc Lương đích thân tới thì cũng có thể làm gì. Thực lực của huyết tộc lớn như vậy, chúng ta đâu phải là đối thủ. Chúng tôi đều hiểu vua Bắc Lương một lòng trung quân yêu nước, thương dân như con, nhưng ngài hãy nghĩ kỹ lại xem, chỉ vì ba tỉnh và một vài thế gia mà đánh đổi sự an nguy của người dân cả nước, có đáng không? Ông Tần nghiêm túc nói. Thiên tử nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Đám sâu bọ này suy nghĩ cho người dân Hoa Quốc từ lúc nào chứ, cho đến bây giờ bọn họ vẫn còn đang nhòm ngó ngai vàng thiên tử. Nếu thiên tử và huyết tộc ký kết hiệp ước cầu hòa, đợi ngày các cao thủ vùng ngoài lãnh thổ trở về chiếm lại ba tỉnh Tây Bắc thì cũng chính là lúc quyền lực Hoa Quốc sụp đổ. Ồ, trong lòng các vị đây thực sự có người dân sao? Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói lạnh lùng. Nghe thấy giọng nói này, ông Tần sợ hãi đến co rụt cổ lại. Vội vàng quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy Tiêu Chính Văn đẩy điện ra bước vào phòng hội nghị của thiên tử các. Cậu Tiêu, vua Bắc Lương, cậu Tiêu, mọi người thấy Tiêu Chính Văn đến, đều lần lượt đứng dậy nghênh đón,
Ngay cả ông Tần cũng đỏ mặt tía tai, nghiến răng đứng dậy. Chỉ là Tiêu Chính Văn không thèm để ý đến bọn họ, đi tới ghế bên cạnh thiên tử ngồi xuống, nói với mọi người, không chỉ ba tỉnh Tây Bắc, mà ngay cả một tấc đất chúng ta cũng không nhường, còn nữa, cả nhà họ Chu và nhà họ Lý, chúng ta cũng nhất định bảo vệ. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều chấn động, Tiêu Chính Văn chẳng khác nào từ chối hoàn toàn điều kiện giải hòa của huyết tộc. Cậu Tiêu, nhà họ Lý là thế gia vùng ngoài lãnh thổ, hoàn toàn không cần chúng ta bảo vệ chứ. Đúng vậy, về phần nhà họ Chu, chúng ta không có nghĩa vụ phải giúp đỡ bọn họ. Nếu từ chối tất cả các điều kiện của huyết tộc, chẳng khác nào chúng ta muốn khiêu chiến với huyết tộc cả. Nhất thời, không chỉ có đại biểu của năm đại danh sơn loạn lên mà đến cả mấy vị môn chủ của võ tông cũng lộ ra vẻ khó xử. Chuyện này không có gì để bàn bạc nữa, chúng ta lùi một bước, bọn chúng nhất định tiến một bước. Không đánh đuổi toàn bộ huyết tộc ra khỏi Hoa Quốc đã là sự nhân nhượng cuối cùng của chúng ta rồi. Các vị còn ý kiến gì không? Ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Chính Văn quét qua tất cả mọi người, giọng điệu mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Được rồi, những gì vua Bắc Lương nói chính là những điều bản vương muốn nói. Đúng lúc này, thiên tử đột nhiên vỗ bàn, đưa ra quyết định cuối cùng. Ngay sau đó, thái độ của giới chính trị Hoa Quốc đã dẫn đến cuộc bàn luận xôn xao trên mạng. Rõ ràng, ngay sau khi quyết định này được đưa ra đồng nghĩa với việc Hoa Quốc tuyên chiến với huyết tộc. Khi Lục Tiểu Thiến nghe tin, cô ta lập tức choáng váng. Cô ta không ngờ được rằng Tiêu Chính Văn lại cường thế đến mức này. Về phần huyết tộc, sở dĩ bọn họ đột nhiên gia tăng thương lượng chính là muốn cho giới chính trị Hoa Quốc hay nói cách khác chính là Tiêu Chính Văn một bậc thềm để đi xuống. Bất kể là Hoa Quốc đồng ý giao ra ba tỉnh hay là người của ba thế gia lớn thì cả huyết tộc và giới chính trị đều không bị thiệt. Hơn nữa đôi bên còn cho nhau một lối thoát, chuyện có lợi như vậy tại sao không làm? Có vẻ trước đây chúng ta đã đánh giá quá cao Tiêu Chính Văn, một lựa chọn đơn giản như vậy mà còn đưa ra một đáp án ngu xuẩn. Nếu đã không bàn bạc được vậy thì các ông cũng chuẩn bị đi, có thể khai chiến với Hoa Quốc bất cứ lúc nào. Lục Tiểu Thiến trầm giọng ra lệnh. Cùng lúc đó, một cao thủ cấp bá tước của huyết tộc cũng tiết lộ tin tức huyết tộc sắp trực tiếp khai chiến với Hoa Quốc cho cả Hoa Quốc biết. Năm đại danh sơn vốn là đã không cam tâm tình nguyên nay lại càng lo sợ đến cực điểm. Trưởng giáo của Tung Sơn không hề quan tâm sự can ngăn của những người xung quanh, đứng dậy công khai lên tiếng, đó chỉ là ý muốn chủ quan của mình Tiêu Chính Văn. Không liên quan gì tới Tung Sơn chúng tôi. Đúng vậy, cậu ta chỉ có thể đại diện cho giới chính trị Hoa Quốc. Không thể đại diện chúng Thiên Sơn chúng tôi. Phía Thiên Sơn cũng có người đứng lên tỏ rõ thái độ. Không ít môn phái cũng lần lượt lên tiếng, tỏ ý bản thân sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Cũng có rất nhiều môn phái đã thẳng thừng cắt đứt quan hệ với giới chính trị Hoa Quốc. Bọn họ không muốn bị cuốn vào trận chiến không cân sức này. Dù bọn họ có làm trái với ý kiến của Tiêu Chính Văn thì đây cũng là quyền tự do của họ. Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương cũng không thể vì chuyện này mà tiêu diệt môn phái của bọn họ. Nhất thời phát ngôn của Võ Tông và năm đại danh sơn đã đẩy Tiêu Chính Văn thành người đứng mũi chịu sào. Thậm chí không ít doanh nhân giới kinh doanh cũng bắt đầu lên tiếng chất vấn Tiêu Chính Văn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 95.